Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Truyện. mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Mục Thần Ký tập 12 và tập 13. Tuyên truyền giác ngộ như Lai Đại Thừa Kinh, Tổ sư Thiên Ma, lồng ngực mã ra phật phòng, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh, lạnh lùng nói: Ta đã tự chặt một cánh tay đưa đến Đại Lôi Âm Tự, trả lại thần thông cho Đại Lôi Âm Tự. Vì sao còn muốn đuổi giết ta, làm vợ con ta ly tán? Nếu đã cố tình muốn ta chết, vì cái gì ta không thể truyền thần thông của Đại Lôi Âm Tự ra ngoài? Lão Hòa thượng kia lắc đầu nói: Sư đệ một cánh tay không có nghĩa là toàn bộ thần thông mã ra khà khà cười nhẹ thần thông trên người ta cũng không phải hoàn toàn đến từ đại lôi âm tự lẽ nào các ngươi cũng muốn phế bỏ những thần thông khác trên người ta tuy ta xuất thân từ đại lôi âm tự nhưng năm đó ta dựa vào hai tay của mình đánh ra lúc đó các ngươi không dám ngăn cản ta đợi lúc ta có vợ có con các ngươi lại tìm tới cửa ta vì an nguy của vợ con mình mới cam nguyện chặt đứt một cánh tay trả lại thần thông cho đại lôi âm tự các ngươi khuôn mặt ông âm trầm sau đó thì sao các ngươi đuổi giết ta khiến vợ con ta ly tán, cửa nát nhà tan, hàng mi bạc của lão hòa thượng kia hơi rung động, quy củ là quy củ, thay đổi thì đã không phải là quy củ. Thế tục hồng trần quấy dây tu hành, sư đệ, kỳ thực chúng ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cứu ngươi thoát ly hồng trần khổ hải, lần nữa trở lại đại lôi âm tự tu hành, đắc thành chính quả. Nếu năm đó ngươi không động phàm tâm đánh ra đại lôi âm tự thì hiện nay vị trí như lai của đại lôi âm tự đã là của ngươi. Nếu ngươi chịu theo ta trở về chùa, lão như lai nhất định sẽ vô cùng vui mừng vị trí của như lai vẫn là của ngươi trở về mã ra đờ đận nói năm đó ta là giết đi ra nếu như phải quay về thì đương nhiên cũng phải giết trở lại sắc mặt lão hòa thượng kia chìm xuống than thở như lai sẽ rất thất vọng thiếu niên trên đài này là đệ tử của ngươi sao ngươi truyền thụ cho hắn lôi âm bát thức thế nhưng không truyền thụ tâm pháp của đại lôi âm tự ta như lai đại thừa kinh lão nhìn về phía tần mục đang tranh đấu với một thanh niên trong võ đài nói như lai đại thừa kinh chính là tâm pháp hàng ma không tu luyện tâm pháp này thì lưu âm bát thức có luyện đến đâu cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi ngày hôm nay ta mang theo đệ tử đến đây minh tâm tới ra mắt sư thúc phía sau hắn một hòa thượng trẻ tuổi cao gầy tong teo tiến lên tay lần phật châu tạo thành chữ thập thì lễ sư thúc hàng mi bạc của lão hòa thượng vất phơ bay lên nói minh tâm cũng là võ giả linh thai cảnh thiền trượng của ta đặt ở đây sư đệ có cược hay không lông mày tư bà bà bốc lên đang muốn nói chuyện thì mặt cuộc mã ra không chút thay đổi nói thanh quy giới luật đều là chó má ta đánh cược với ngươi đầu của ta so với thiền trượng khích khí la của ngươi thì thế nào lão hòa thượng vốt cảm nói không cách biệt bao nhiêu đám người mù tư bà bà và dược sư cau chặt mày đang muốn khuyên can mã ra quả quyết nói nếu mục nhi thua ngươi mang đầu của ta về đại lội âm tự gặp như lai like. nếu mục nhi thắng thì thiền trượng lưu lại ngươi cút càng xa càng tốt thiện tai lão hòa thượng hướng về tiểu hòa thượng minh tâm kiên nói hôm nay sư phụ muốn thu lại thần thông của đại lôi âm tự trên người kẻ đã phản bội chùa nếu con thắng được thì đó là công đức của con minh tâm vâng dạ cất bước tiến về phía võ đài trên võ đài người thanh niên đang tranh đấu cùng tần mục kia là một cao thủ kiếm pháp đi chính là con đường của khúc sư huynh trong ly giang ngũ tử bảo kiếm cách thân thể không quá ba thước nhưng khác với khúc sư huynh chính là kiếm của hắn không lớn giống đoàn kiếm hơn khoảng tám tấc nhỏ thế nhưng lại nguy hiểm hơn thanh đoàn kiếm này thỉnh thoảng sẽ từ những nơi quái dị đâm ra ví dụ như dưới nách dưới khố còn có thể chui vào bên trong y phục của hắn lúc đối trưởng với thần mục thì lại chui ra từ trong tay áo hắn dùng khí ngự kiếm không kiếm thuật cao minh đến trình độ như thế này đã không thua kém đệ tử ly giang là thiên thu bao nhiêu hơn khúc sư huynh rất nhiều hơn nữa trên chiến kỹ người này cũng có trình độ rất cao minh trưởng pháp của hắn rất tinh thâm khi thế nguy nga như núi lớn kinh lực từ trong lòng bàn tay phun ra liền có sơn văn hiện lên bất quá giờ phút này trên võ đài thắng bại đã rõ ràng tần mục sức lực lớn lao chiêu thức mãnh liệt bộ pháp nhanh nhẹn va chạm trưởng đầu tiên thanh niên kia đã chịu thiệt lớn nguyên khí hùng hồn của tần mục lập tức ép vỡ nguyên khí của hắn tần mục triển khai chính là cửu long ngự phong lôi tuy sức mạnh chín tầng chỉ bùng phát ba tầng nhưng cũng làm cho phế phủ của hắn bị thương dù kiếm thuật tinh diệu nhưng bại cục đã định bước chân tần mục cấp tốc chạy không theo quy luật gì như trăm nghìn con rắn đang đi loạn trong bụi cỏ lúc đông lúc tây lúc trước lúc sau khiến người thanh niên kia không nhìn ra được sự công kích của hắn là từ đâu mà đến sau một khắc hậu tâm hắn đau xót bị một trường của tần mục đánh bay tên thanh niên kia rơi xuống đất ngưng ngác khom người hướng về tần mục trên võ đài nói cảm ơn đa tạ tiểu ca hạ thủ lưu tỉnh vừa nãy tuy một trường kia của tần mục ấn lên hậu tâm của hắn sức mạnh rất lớn nhưng lại không cương mãnh không có làm thương tổn tim phổi của hắn bằng không lấy thực lực của tần mục tuyệt đối có thể đánh tan lục phủ ngũ tạng của hắn sư đệ cần nghỉ ngơi không Minh Tâm vẫn bình tĩnh đứng chờ ở đó, đợi đến khi Tần Mục đánh bại chàng thanh niên kia, lúc này mới lên tiếng hỏi, ánh mắt Tần Mục ánh rơi vào trên người hắn, hòa thượng này tuổi còn trẻ, mặc quần áo bằng lộ trắng, không nhiễm một tia bụi trần, ngay cả giày dưới chân cũng màu trắng, người cũng rất là trắng trẻo, dù chọc lóc, thế nhưng vẫn có vẻ rất anh tuấn, khiến người ta bất giác sinh ra thiện cảm, hắn đang muốn trả lời không cần, đột nhiên âm thanh của tư bà bà truyền đến, nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi. Tần Mục không hiểu nhưng vẫn theo lời tư bà bà nói, ngồi xuống nghỉ ngơi, điều hòa khí tức. Bá thể tam đan công của hắn thích hợp tu luyện lúc hoạt động, dù rằng hắn đã nghênh chiến hơn 10 vị võ giả, nhưng nguyên khí vẫn không tiêu hao bao nhiêu, vẫn trong trạng thái đỉnh cao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. Tư bà bà bưng chén nước đi lên võ đài, đưa tận tay tần mục, thấp giọng nói, mục nhi, bất luận con dùng thủ đoạn gì, lần này nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua. Mã gia gia của con đánh cược cùng lão tạc ngốc, đã đặt cược tính mạng của mình, trong lòng tần mục giật mình, vội vàng nhìn về hướng mã gia sắc mặt mã gia hờ hững âm thanh chuyển đến mục nhi bá thể vô song tuyệt đối không thể thất bại ta tin tưởng con dù ông ta nói như vậy nhưng tinh thần tần mục vẫn còn có chút hoảng loạn tuy người trong thôn đều là thân nhân của hắn thế nhưng thân cận nhất với hắn ngoại trừ tư bà thì chính là mã gia năm đó chính mã gia dùng một cánh tay cõng tượng đá cùng tư bà bà ra khỏi thôn từ bờ sông nhặt hắn về cứu tính mạng của hắn nếu bản thân mình mà thua thì chẳng phải là hại tính mạng của mã gia sao lúc này dược sư cũng cao chặt mày mã gia tin tưởng tần mục là bá thể vô song rất tin tưởng vào tần mục thế nhưng tần mục dù sao không phải bá thể đấy hiện tại ông có chút hối hận việc lúc trước phải giúp trưởng thôn giấu giếm lời nói dối có thiện ý kia nếu nói cho bọn họ biết sự thật sớm một chút mã gia cũng sẽ không đặt cược tính mạng của mình chính vì mã gia tín nhiệm tần mục nên lúc này mới đánh bạc tính mạng của mình với lão hòa thượng kia đột nhiên mắt của dược sư lộ ra hung quang nếu mục nhi thất bại vậy thì giết hai con lửa chọc lớn nhỏ này không thể để cho mã gia chịu chết trên võ đài tần mục cấp bách muốn ổn định tinh thần chỉ là liên quan đến tính mạng của chính mình và người thân nhất thì tinh thần làm sao có thể yên ổn người câm hoa tay múa chân a a phải tiếng người mù chống gậy chầm chậm nói không cần phải nhắc nhở nó lần hội miếu này là một thử thách vượt qua được thì chứng tỏ nó đã lớn không vượt qua được thì vẫn chỉ là trẻ con sau một lát tần mục chậm rãi đứng dậy nhìn về tiểu hòa thượng cao gầy tong teo phía đối diện từ từ nói hòa thượng trong lòng ngươi có phật không hai tay minh tâm chấp lại thành chữ thập nghiêm nghị nói phật luôn luôn ở trong lòng ta phu tần mục thở hắt một hơi nguyên khí trong cơ thể trở nên bá đạo và kịch liệt lại có một loại khí khái coi trời bằng vung từ trong thân thể nhỏ nhoi của hắn dâng trào ra ta hắn tiến lên trước một bước khi thấy trong thân thể nho nhỏ, nhỏ tuôn ra thậm chí làm người ta dâng lên một loại cảm giác khí khái hào hùng như một vị thần hùng dũng đang đứng âm thanh như đang tuyên truyền giác ngộ trong lòng không thần không phật không ma ta chính là thần chính là phật chính là ma lời vừa nói ra lão hòa thượng ngồi đối diện mã gia lộ vẻ kinh sợ quay đầu nhìn về phía tần mục tiểu hòa thượng minh tâm kiêng nghe vậy thì không khỏi giận tím mặt quát lớn nói đại nghịch bất đạo ngươi dám tao gan nhục mạ phật tần mục lộ ra nụ cười tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại trong ánh mắt toát ra sự tự tin không gì sánh được mặc kệ thực lực tiểu hòa thượng này ra sao mặc kệ công pháp của hắn thế nào thì về mặt tâm cảnh hắn đã thua lão hòa thượng đối diện mã ra do dự bất quyết câu nói đó của tần mục nhìn như coi trời bằng vung đừng nói là nhục mạ phật coi như là thần và ma cũng đồng thời bị sỉ nhục. Thế nhưng rơi vào trong tay ông ta lại cũng không phải là đại nghịch bất đạo, mà là lời lẽ tri lý. Trong lòng không Phật mới có thể thành Phật, trong lòng có Phật liền không cách nào thành Phật. Trong lòng không ma mới có thể thành ma, trong lòng có ma liền cũng không cách nào thành ma. Cảnh giới của minh tâm chưa tới, lĩnh hội không được câu nói này, mà ông ta thì đã tràn đầy lĩnh hội. Sau khi bước vào cảnh giới thiên nhân lão hòa thượng mới lĩnh ngộ được chân lý của câu nói này. Thế nhưng đến giờ dù ông ta đã tu luyện tới sinh tử cảnh nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ phật trong lòng tu vi càng sâu càng biết thần ma đáng sợ càng biết như lai quảng đại biết dễ làm khó đạo lý tương đồng thoát ra từ trong miệng tiểu a nhi tần mục này có vẻ cực kỳ quái lạ càng quái lạ chính là tên nhóc này vậy mà nói mình đánh vỡ thần phật trong lòng tuổi tần mục quá nhỏ căn bản không thể chạm tới chân lý của câu nói này nếu không cách nào chạm tới chân lý như vậy làm sao có khả năng đánh vỡ thần phật trong lòng đánh vỡ thần phật trong lòng là phải trải qua khổ tu ta phải có đốn ngộ, bằng không trong lòng Phật vẫn là Phật, mà vẫn là ma, mà kệ thế nào, nó không có được tuyệt học chân chính của đại lợi âm tự ta, cho dù tâm tình có cao hơn, cũng sẽ không là đối thủ của minh tâm. Lão hòa thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, từ hồ nhập định rồi, không để ý tí gì đến thắng bại trên đài, trên võ đài, thân thể còm nhom của minh tâm mơ hồ hiện ra kim quang. Vị tiểu hòa thượng này vậy mà làm cho người ta có cảm giác hắn là một vị Phật đà, thần thánh, trang nghiêm, quảng đại, mang cho tâm lính người ta áp lực không gì sánh được dưới lôi đài từng nhóm nam nữ già trẻ của mỗi thôn đều bị hấp dẫn lại đây vốn là tiếng người huyên náu mà giờ khắp này khi bên ngoài thân thể minh tâm tỏa ra kim quang thì lập tức khiến cho âm thanh đang có đột nhiên cùng nhau biến mất yên lặng như tờ bọn họ hầu như ngậm miệng cùng một lúc giống như gặp phải đốn ngộ đây chính là tâm pháp phật môn như lai đại thừa kinh con đường tu hành của môn tâm pháp này khác với tâm pháp của những môn phái khác đi con đường từ ngoài vào trong ngoài là thân thể thân thể như lai bên trong là tâm tâm như lai Phật môn xưng là thể như tâm như, dù rằng minh tâm chỉ tu luyện đến tầng ngoài của thể như, thế nhưng Phật tướng vừa ra, liền có thể làm cho người ta đốn ngộ. Đám người tư bà bà không khỏi căng thẳng lên, minh tâm còn chưa ra tay nhưng loại khí thế này liền có thể trước tiên cấp cho tần mục một hạ mã uy, xóa đi đấu trí của hắn, thử hỏi ai dám hướng về Phật ra tay, nhưng tần mục liền dám, tần mục thân và tâm hợp, tâm và ý hợp, ý và quyền hợp, quyền và khí hợp, khí và thân hợp, cùng lúc đó, linh thai và thân thể của hắn đồng thời hành động, thân và linh thai hợp sử dụng cửu long ngự phong lôi bộ pháp của hắn là thâu thiên thần thoái của người què tốc độ cực nhanh minh tâm còn chưa chớp mắt thì tần mục đã tới trước người hắn minh tâm còn chưa giơ tay một quyền mang theo khí thế bằng bạc này của tần mục liền oanh kích lên trên lồng ngực của hắn một chiêu cửu long ngự phong lôi này tổng cộng có 9 tầng sức mạnh giấu trong một quyền sức mạnh tầng thứ nhất tựa như một con rồng lừa từ cổ tay tần mục tấn công lên ngực minh tâm chuyển đến tiếng nổ leng keng đột nhiên kim quang bên ngoài thân minh tâm trở nên sáng ngời mơ hồ hiện ra hình một cái chung lớn màu vàng óng. Tần sức mạnh thứ hai của tần mục theo sát phía sau, sức mạnh tầng thứ hai là song long rào, xoắn, hai con rồng mạnh mẽ quấn quyết cùng nhau rồi hướng về buồng tim minh tâm chui vào. Kinh, lại là một tiếng trung vang, hai nguồn sức mạnh đến quá nhanh, hai tiếng trung hầu như phát ra của một lúc, đình tài nhức óc. Sau đó là tầng sức mạnh thứ ba của cửu long ngự phong lôi, tam long toái thạch kính. Tiếp theo là tầng sức mạnh thứ tư, tứ long phát sát, vô giết, tầng sức mạnh thứ năm ngũ long luyện ma kính tầng sức mạnh thứ sáu lục long luân hồi kính tầng sức mạnh thứ bảy thất long đảo hải bảy tầng sức mạnh liên tục bùng phát bảy tiếng chuông vang nối liền như một chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể minh tâm rốt cục lờ mờ khiến cho tiểu hòa thượng cao gầy tong tàu này lui lại một bước sức mạnh tầng thứ tám bát bộ thiên long bùng phát minh tâm lùi về sau lần nữa chuông lớn từ kim quang ngoài thân lại khôi phục ánh sáng sức mạnh tầng thứ chín cửu long phong lôi bùng phát chuông lớn bằng kim quang ngoài thân minh tâm rầm rầm phá nát tần mục kinh ngạc mặc dù là ma viên cũng chịu không nổi chín tầng sức mạnh hoàn chỉnh của cửu long ngự phong lôi mỗi lần tần mục đánh nhau với nó thì đều chỉ dùng đến sức mạnh của sáu bảy tầng liền thu tay lại miễn cho đả thương hoặc đánh chết ma viên vậy mà minh tâm không này không tránh miễn cưỡng chặn lại được chín tầng sức mạnh hoàn chỉnh hắn nghe lời của tư bà bà lần này không giữ lại thứ gì đã dùng toàn lực thậm chí điều động sức mạnh của linh thai thần tàng nhưng vẻn vẹn chỉ ép minh tâm lui vài bước mà thôi người không có được chân truyền của lôi âm bát thức bước chân minh tâm di động nguyên khí nơi bàn chân nổ tung, tốc độ cực nhanh, vừa giơ tay lên là lôi âm bắn ra, một quyền đập đến vậy mà bùng nổ ra tiếng rồng gầm, ầm ầm, cú đấm này còn chưa oanh kích lên người tần mục đã thấy nguyên khí của hắn hóa thành một con thanh long, dù rất mờ, nhưng cũng cực kỳ dữ tợn, hùng ác và bá đạo, sức mạnh tầng thứ nhất của cửu long ngự phong lôi lại được hắn dùng nguyên khí hiện hình, hiển hóa ra ngoài, có thể thấy được nguyên khí của hắn cũng phi thường hùng hậu, quan trọng hơn chính là hắn có tâm pháp hoàn toàn phù hợp với lôi âm bát thức mà cái này vừa vặn là bộ phận thiếu khuyết của tần mục tần mục cố gắng đón đỡ đòn đánh này chỉ cảm thấy sức mạnh của tầng thứ nhất này vậy mà mạnh mẽ lạ kỳ nhưng mà đòn đánh này còn chưa hoàn toàn đỡ được thì sức mạnh tầng thứ hai của cửu long ngự phong lôi song long giảo đã theo sát tới hai luồng nguyên khí hình rồng của lấy nhau xoắn cho hai tay tần mục uốn lượn sau đó tầng sức mạnh thứ ba tam long toái thạch kính lập tức oanh kích lên trên hai cánh tay của hắn hai tay tần mục rớm máu bước chân loạn choạng liên tiếp lui về phía sau võ đài càng bị hắn dã đến loạn thạch bắn bay bốn luồng long khí phổ tới tần mục dên lên nguyên khí chảy vào trong tròng mắt lập tức mở ra thần tiêu thiên nhãn nguyên khí trong tay hóa thành một cây trường thương cầm thương đâm tới xuyên qua bốn con rồng đang vồ giết tới đâm vào lòng bàn tay của minh tâm làm vang lên một tiếng keng ngũ long luyện ma kính của minh tâm còn chưa bùng phát đã bị một thương này đâm vào khiến cho nguyên khí tan rã hai loại sức mạnh va chạm trường thương từ nguyên khí biến thành trong tay tần mục cũng tan vỡ tản đi tần mục nhíu nhíu mày nhìn về bàn tay của minh tâm nơi đó có một giọt máu theo đầu ngón tay chảy xuống lòng bàn tay của hắn bị một thương vừa nãy kia đâm thủng đương nhiên hai tay tần mục máu thịt be bé bét thương thế nghiêm trọng hơn minh tâm rất nhiều tần mục hít sâu một hơi nguyên khí đột nhiên trở nên rừng rực thân hình hơi động nhào về phía minh tâm trích thân đông hải hiệp xuân lôi lần này hắn không dùng thủy thế mà là hỏa thế giống như một dòng sông lửa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống tuôn vào trong biển muốn đốt cháy biển rộng tiểu hòa thượng minh tâm không hề bị lay động giơ tay đón nhận con mắt cực kỳ sáng tỏ không có tâm pháp đều là hư vọng chỉ có vẻ ngoài hắn cũng triển khai trích thân đông hải hiệp xuân lôi trưởng hơi động trưởng tâm lôi liền bắn ra một tiếng sấm phá tan hồn phách tiếng sấm vang lên lập tức khi thấy khốc liệt như lửa kia của tần mục tan rã nhưng vào đúng lúc này đột nhiên hai tay tần mục bay lên ánh lửa lấy tay làm đao tựa như điên cuồng chém về hướng minh tâm đào pháp giết heo nhật diệu đông hải thiên điệp lãng đây là một chiêu cực kỳ điên cuồng đao pháp của đồ tể không điên thì khó có thể phát huy ra uy lực cao nhất có một loại tư thế như mặt trời bay lên ngàn ngọn sóng đông hải đuổi nhau dùng đao thế vô song chém phá tất cả các thế chẻ nát tất cả các thế chẻ 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 ngàn ngọn sóng lao tới ngàn đao chồng lên nhau không gì chặt không chết không gì chặt không nát sắc mặt minh tâm hơi thay đổi nhưng mà tần mục lại nhíu lông mày hắn nhìn ra chiêu thức minh tâm sắp sử dụng tới thức thứ 8 trong nội âm bát thức thiên thủ phật đà tiểu hòa thượng này dùng bàn tay đón đỡ bàn tay của hắn giống như một vị phật đang ngàn tay đỡ lấy cuồng đao của hắn trong lòng tần mục hơi trầm xuống tay của hắn cũng không phải là đao thật sự mà là lấy tay làm đao phòng ngự của minh tâm cực mạnh rất khó chặt đứt bàn tay của tiểu hòa thượng này vậy thì nhanh nhanh hơn nữa càng nhanh hơn nhanh đến mức người không tiếp nổi đau của ta dạ chiến liên thành phong vũ tần mục như người điên điên cuồng chém trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ nhanh 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 khoái đao chém đầu phật trên thế giới này không có đao pháp giết heo nào chém heo không chết nguyên khí của tần mục cuồng loạn hùng ác nói kinh thinh minh tâm dùng thiên thủ phật đá điên cuồng chống đỡ đột nhiên trong một thoáng không ngăn trở được bị một đao của tần mục chém vào ít hầu trung lớn bên ngoài thân bùng nổ ra tiếng vang lanh lảnh tiếp đó là đao thứ hai đột phá phòng ngự thiên thủ phật đà của hắn đồng dạng chém vào cổ họng của hắn lại là một tiếng trung vang đao thứ ba đao thứ tư đao thứ năm đao thứ sáu tần mục đao sau nhanh hơn đao trước liên tiếp chém vào cùng một vị trí của minh tâm đó chính là cổ học sư huynh năm đó ngươi và ta học nghệ cùng một thầy rất quen thuộc về nhau thiên thủ phật đà của ngươi có một sơ hở nhìn lão hòa thượng đối diện mã ra nhàn nhạt, nhạt nói xem ra ngươi cũng truyền luôn sơ hở này cho đồ lệ của ngươi hàm mi bạc của lão hòa thượng nhảy lên lập tức biết sơ hở mà ông nói là cái gì lúc còn nhỏ khi học nghệ thì có một lần ông ta tham ngủ bỏ lỡ buổi học của như lai mà buổi học kia chính là giảng dạy chiêu thiên thủ phật đà này phật môn coi trọng chữ duyên lão hòa thượng bỏ qua duyên lần đó thì không cách nào hướng về như lai thỉnh giáo tinh túy của thiên thủ phật đà chỉ có thể học thiên thủ phật đà từ chỗ sư huynh đệ nhưng dù sao cũng không phải là chân truyền từ như lai trong thiên thủ phật đà của ông ta quả thật có một sơ hở mà người khác không cách nào cảm thấy chính lão hòa thượng cũng phát hiện sơ hở này muốn bù đắp nhưng càng bù đắp lại càng thủng càng bù đắp thì sơ hở càng nhiều giải quyết vấn đề trước tiên cần tìm ra nguyên nhân của vấn đề chiêu thiên thủ phật đà này cực kỳ phức tạp cần sự phối hợp trên mọi phương diện của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý biến hóa đếm không xuể bất luận cái sơ hở bé nhỏ nào cũng không thể là do một nguyên nhân gây nên rất có thể là do mấy nguyên nhân thậm chí mười mấy nguyên nhân nhìn như không có quan hệ gì gây nên từ khi còn trẻ lão hòa thượng đã bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của sơ hở nhưng đến giờ vẫn không tìm được trong thiên thủ phật đà của ông ta xuất hiện kẽ hở là đệ tử của ông ta nên đương nhiên thiên thủ phật đà của minh tâm cũng sẽ xuất hiện sơ hở tương tự sơ hở này quá nhỏ chỉ có công kích với tốc độ cực kỳ nhanh chóng thì mới có thể làm cho sơ hở chút xíu này hiển lộ ra tia cái hở này là lúc cánh tay giơ lên đến dưới ít hầu khoảng một tấc thì nguyên khí trở nên hơi có chút mỏng manh gặp phải kẻ địch có công kích nhanh chóng thì bởi vì nguyên khí mỏng manh nên tốc độ giơ cánh tay lên sẽ hơi chậm một xíu một chút xíu này sẽ làm ít hầu xuất hiện một kẽ hở thoáng qua tu vi của lão hòa thượng quá cao rất ít người có thể ép ra kẽ hở này của ông thế nhưng minh tâm lại khác nói riêng về độ hùng hồn thì tu vi của tần mục còn ở trên minh tâm mà tần mục lấy tay làm đao nhanh vô cùng trong chốc lát ngắn ngủi hắn đã chém liên tục hơn trăm lần vào cổ họng của Minh Tâm. Ở lần 68 thì chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể Minh Tâm cũng đã bị phá nát một lần. Tuy rằng Minh Tâm lần thứ hai tụ tập nguyên khí, chuông lớn bằng kim quang tái hiện, thế nhưng đau của tần mục đã cắt vào cổ họng Minh Tâm. Ít hầu Minh Tâm không ngừng chảy máu, rất nhanh nhuộm đỏ bộ tăng bào bằng nội trắng. Lão hòa thượng thở dài, nói, thằng nhỏ ngốc, thiên thủ Phật đà của ngươi không ngăn được đau của hắn, chẳng lẽ không thể đổi chiều khác sao? Minh Tâm tỉnh ngộ lại, bản thân chỉ lo đón đỡ đau của tần mục mà lại quên rằng chỉ lo phòng thủ thì chính mình chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh chịu đòn mà chung lớn bằng kim quang của chính mình lại có thể ngăn cản đau của tần mục trong thời gian ngắn tạo cơ hội cho mình đánh bại đối thủ do tần mục quá điên cuồng khiến cho hắn khiếp sợ quên sở trường của mình đột nhiên hắn biến chiêu bàn tay nắm lại giữa trời chấn động nắm đấm tựa như phần mặt trời rực rỡ cực kỳ chói mắt nhật chiếu dương hồn không trung luyện giờ phút này lại có phật âm từ bên trong ấn pháp của hắn chuyển đến phật âm du dương cao xa hơn nữa kèm theo trưởng tâm lôi một tiếng ầm ầm nổ vang đủ để luyện hồn diệt phách chiêu nhật chiếu dương hồn không trung luyện của hắn khác với tần mục uy lực gấp mấy lần nhật chiếu dương hồn không trung luyện của tần mục tần mục gặp phải sự xung kích của chiêu này lập tức ngơ ngơ ngác ngác ba hồn đều lay động bảy phách đều kinh hãi bột bột tần mục giơ ngón tay lên chỉ pháp khiến người ta hoa cả mắt liên tiếp điểm vào mi tâm xương cùng rốn thiên linh cái hầu kết lồng ngực đáy chậu buông phổi khóa lại ba hồn bảy phía của bản thân thiên ma tạo hóa công thiên ma tạo hóa công mà tư bà bà truyền thụ cho hắn vốn là ma công dùng để ổn định hồn phách khóa lại tinh huyết lột ra may y phục giờ khắc này lại được hắn dùng để phong tỏa hồn phách bản thân không để cho chiêu thức của minh tâm luyện hóa hồn phách tát ma đa một tiếng ma âm nhanh chóng truyền đến tần mục niêm hoa vi tiếu giai thoại phật môn cầm hoa mỉm cười bàn tay chấn động thiên ma tự tại ấn nổ ra hồn vía minh tâm lên mây suýt nữa bị lôi ra ngoài thân thể nhưng vào lúc này chiêu thức của tần mục lại biến đổi từ ma công chuyển thành phật công nhật chiếu dương hồn không trung luyện nhật chiếu dương hồn không trung luyện của minh tâm thì nắm đấm là mặt trời lôi âm đánh tan hồn phách kìm quang luyện hóa hồn phách mà nhật chiếu dương hồn không trung luyện của tần mục thì nắm đấm cũng là mặt trời chu tước nguyên khí rừng rực làm cho nắm đấm bốc cháy ánh lửa là nguyên hỏa cường độ kinh người có thể nóng chảy sắt thép năm ngón tay trên nắm đấm của tần mục mở rộng ra không khí trong lòng bàn tay lập tức nổ tung lực trùng kích cực lớn đập vào mặt nổ tán loạn hồn phách của đối phương nhật chiếu dương hồn không trung luyện của lão hòa thượng và mã gia có chỗ bất đồng hiển nhiên của lão hòa thượng mới là chính tông mà mã gia đã trải qua thay đổi chú trọng uy lực chỉ là tần mục không có như lai đại thừa kinh không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực minh tâm vừa bị xung kích khiến cho thần hồn dao động suýt nữa rời khỏi thân thể lập tức lại nghe một tiếng quát khẽ tát ma đa tần mục vậy mà biến chưa lần nữa từ trưởng biến thành ấn niêm hoa vi tiếu lần thứ hai đánh ra thiên ma tự tại ấn hắn hoán đổi qua lại hai loại ấn pháp của Phật môn và ma đạo, vậy mà thông suốt không chút cảm giác chỉ trệ nào, mấy người tư bà bà và lão hòa thượng kia nhìn thấy mà giật mình trong lòng, chấn động không tên. Phật, ma xung đột, đây là chuyện đương nhiên, vận chuyển ma công lại khống chế Phật công tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể tùy ý như tần mục vậy, là bá thể nguyên khí. Người điếc nở nụ cười, thấp giọng nói, tư bà bà nghe được thì trong lòng hơi chấn động, người điếc nói đúng, chỉ có bá thể nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào mới có thể không hề trở ngại trong việc hoán đổi giữa phật công và ma công mục nhi quả thực là bá thể trưởng thôn không có nhìn lầm đột nhiên lão hòa thượng kia đứng dậy niệm một tiếng phật hiệu lập tức thiên ma tự tại ấn của tần mục mất đi uy lực một luồng sức mạnh vô hình tách hắn và minh tâm ra minh tâm đang muốn ổn định lại tinh thần tiếp tục phân cao thấp cùng tần mục thì đột nhiên trước mắt biến thành màu đen thân thể lung lay ít hầu của hắn suýt chút nữa đã bị tần mục chặt đất mất máu quá nhiều ta thua lão hòa thượng nhìn mã ra một chút vẫy tay gọi minh tâm nói sự đệ lần này là ta thua nhưng lần sau chưa chắc minh tâm thầy trò chúng ta vân du bốn phương còn chưa có chỗ dừng chân không bằng ở gần đây tìm chút thiện duyên tìm thôn trang ở lại ít hầu minh tâm còn đang chảy máu đi lên phía trước lão hòa thượng băng bó vết thương thoa thuốc trị thương cho hắn ý vị thâm trường nói sự đệ thiên trượng mất còn có thể làm lại nhưng đầu chỉ có một ngươi thua một lần thì đó là thua toàn bộ còn vị tiểu thí chủ này nữa người tu luyện ma công nham hiểm độc ác đã nhập ma đạo cẩn thận trầm luân vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát dứt lời mang theo minh tâm nhẹ nhàng đi chân không dính bụi tần mục nhảy xuống lôi đài nhìn theo thầy trò lão hòa thượng đi xa thấy sắc mặt mã giang nghiêm nghị hiển nhiên là đang vì lời nói của lão hòa thượng mà lo lắng vội vàng nói mã gia gia bà bà nếu có cơ hội ông ta có thể giết chúng ta hay không tư bà bà cười lạnh nói hàng yêu trường ma là hoạt động thường ngày của bản thân lão tặc ngốc nếu như có cơ hội mà nói thì kết quả của chúng ta không thể tốt hơn ngôn nữ. Hơn nữa, mã ra, bà lắc lắc đầu, mã ra truyền công pháp của đại lôi âm tự ra ngoài, việc này đã phạm vào đại kỵ của đại lôi âm tự. Tần mục không hiểu nói, vậy vì sao chúng ta không dứt khoát giết ông ta chấm dứt hậu hoạn, vì sao còn muốn chờ ông ta đến gây hấn sinh sự? Ánh mắt tư bà bà sáng lên, khen, mục nhi càng ngày càng có phong độ của bá thể rồi, dược sư, người câm, người mù, có muốn hay không dứt khoát làm thịt lão tạc ngốc và tiểu tạc ngốc này lão hòa thượng kia tuy đã đi xa nhưng nghe nói như thế thì không khỏi tăng nhanh tốc độ vèo một tiếng tung người bay lên mang theo minh tâm ngay ngang rời đi trong lòng cũng bỏ luôn ý nghĩ ở lại gần tàn lão thôn mấy người tư bà bà cũng không có đuổi theo mà là tiếp tục bận bịu với công việc của chính mình người điếc đột nhiên cảm khái nói đại khư càng ngày càng không an toàn yêu ma quỷ quái gì cũng dám tiến vào đại khư kiếm chuyện người mù gật đầu tràn đầy đồng cảm khiến những người đàng hoàng như chúng ta đây không được thanh tịnh lão mã ra luôn ẩn núp như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngày nào đó chỉ cần ngươi bảo đi đại lôi âm tự, những bộ xương già chúng ta đây cũng có thể đi cùng ngươi một chút. Trong lòng mã ra cảm động, nhưng không có biểu lộ ra, mà là nhấp thiền trượng lên, nói, năm đó ta đánh ra đại lôi âm tự thì đương nhiên cũng có thể giết về đại lôi âm tự, không cần các ngươi giúp đỡ. Mục nhi, đây là phần thắng của con, cho con. Tần mục tiếp nhận thiền trượng, nhưng không nặng như trong tưởng tượng, rõ ràng thiền trượng này ép chân bàn chìm vào trong đất, nhưng vào tay lại rất nhẹ nhàng, buồn bực nói, thiên trượng này rất quý giá sao, vì sao mã ra ra phải dùng đầu đánh cược nó, quý giá, cũng không tính là quý giá. Tư bà bà đánh giá thiên trượng, cười híp mắt nói, biết tương long thành chứ, nhiều lắm thì thiên trượng này cũng chỉ có thể mua được một tòa tương long thành mà thôi. Tần mục trợn mắt lên, cái thiên trượng không đáng chú ý này lại có thể mua được một tòa tương long thành, thiên trượng này tên là khích khí la, bốn cánh 12 vòng, do như lai like của đại lôi âm tự luyện cũng có thể dùng để đánh người cho nên giá trị mới có thể so được với tương long thành. Mã ra giới thiệu, tuy nhiên tác dụng chính của thiền trượng này là dùng để tu luyện con nắm chặt thiền trượng, tâm động thì vòng động, vòng vừa động thì tạp niệm trong lòng con sẽ biến mất, là bảo vật trừ tâm ma. 12 vòng có thể trừ 12 loại tạp niệm của con, trừ 12 loại tâm ma, khi tâm ma sinh ra thì vòng sẽ gieo, tâm ma thì sẽ bị vòng tròn chụp lại, luyện hóa thành cho, trượng chia làm bốn cánh, trừ bốn sinh, niệm bốn đế, tu bốn đẳng, nhập bốn thiện, tay cầm trượng này tu hành, làm ít mà hiệu quả nhiều đôi mắt của tư bà bà lập tức tỏa sáng nhìn chăm chăm thiền trượng trong tay tần mục cười nói mục nhi bà bà mượn thiền trượng dùng một lát trong lòng bà bà có một đại tâm ma quấn lấy bà bà lâu nay tần mục giao thiền trượng khích khí la cho tư bà bà hiếu kỳ nói bà bà tâm ma gì ở trong lòng bà một lão gia hỏa tư bà bà thở dài mặt ủ mày trao lão gia hỏa này luyện thế nào cũng không chết ta giết hắn trăm ngàn lần hắn vẫn sống vẫn ở trong lòng ta làm phiền ta lần này nếu như có thể dựa vào thiền trượng luyện chết hắn thì ta có thể thư thái rồi cuối cùng thì tần mục vẫn không biết được lão ma đầu trong lòng bà là ai tư bà bà cũng không nhiều lời thiên trượng kia vừa rơi vào trong tay bà lập tức ào 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 phang vọng 12 cái vòng đồng thời lay động đinh tai nhức óc ma tính trong cơ thể tư bà bà rất mạnh trên người tràn ngập một luồng khí thế khủng bố khiếp đảm loại khí thế này căn bản không phải bà ngược lại như là một người khác tần mục không khỏi sờn cả tóc gáy trong cơ thể tư bà bà vậy mà có một người khác mấy người mù mã ra, người què, dược sư và người cầm cũng đều dựng cả tóc gáy, từng người vội vàng lui về phía sau một bước, cỗ khí thế này khủng bố đến độ khiến cho bọn họ cũng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau một lát tư bà bà cụt hứng, trả thiền trượng lại cho tần mục, nói vật này vô dụng, không làm gì được lão ma đầu, khốn kiếp, sao đánh hoài mà hắn không chết, tần mục tiếp nhận thiền trượng, muốn mang ở sau lưng, đặt cùng chỗ trúc trượng, tuy nhiên thiền trượng quá dài, mang ở sau lưng thì không thể nào đi lại, chỉ đành cầm trong tay, ném nó lên xe bò, còn lại không phải là hòa thượng mã gia nói chợ phiên hôm nay xem như con quạ ải thông qua thử thách sau đó liền không cần đánh tiếp riêng việc có thể chiến thắng đệ tử của đại lợi âm tự đã là một thành tựu lớn lao tuy nhiên minh tâm kia cũng không phải là đệ tử của như lai còn kém rất xa đệ tử của như lai con hiểu không tần mục tiện tay ném thiền trượng cực kỳ quý giá này lên xe bò hiếu kỳ nói đệ tử của như lai mạnh đến đâu mã gia nhàn nhạt, nhạt nói năm đó ta chính là đệ tử của như lai lúc nào con có thể đánh thắng ta thì mới xem như là bá thể chân chính trong lòng tần mục hơi chấn động lúc hắn và mã gia luyện quyền mỗi ngày mã gia vẻn vẹn chỉ vận dụng tu vi linh thai cảnh nhưng dù vậy hắn vẫn bị mã gia đánh cho xương mặt xương mũi phải biết mã gia chỉ còn một cánh tay nếu hai cánh tay của ông còn đủ hết thì thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào tần mục biết ở cảnh giới linh thai mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi chợ phiên miếu nãi nãi hai ngày nữa mới kết thúc đến trạng vạng rất nhiều người bắt đầu thu thập hàng hóa tiến vào trong miếu nãi nãi tòa miếu thờ này rất rộng lớn cũng có tượng đá bảo vệ rất là bất phàm tránh ở chỗ này thì bóng tối liền không cách nào tập kích lại là nơi an toàn tần mục điều khiển xe bò đưa xe bò tiến vào miếu nãi nãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tà dương treo trên đỉnh núi chiếu sáng thiên lang cung này sau khi hắn tiến vào miếu thờ thì mới biết vì sao thiên lang cung trên bản đồ lại được người ta gọi là miếu nãi nãi bởi vì chính điện ngôi miếu này thờ phụng một bà lão có khuôn mặt hiền lành dễ gần bà lão kia từ mi thiện mục giống như một tiểu lão thái bà ở thôn bên cạnh, trong ánh mắt lại có một tí danh mãnh, được điều khắc rất sinh động, trông rất sống động. Tần mục vậy mà cảm thấy bà rất giống tư bà bà, chăm chú nhìn thêm, tuy nhiên khi hắn dùng tới thần tiêu thiên nhãn để xem thì ngược lại giật mình. Lão thái bà từ mi thiện mục này vậy mà ngập tràn kiêu ngạo, thần quang của bà ta hình thành một con sói cực kỳ cao to, cực kỳ khổng lồ, hình dáng ngửa mặt lên trời rít cao, tựa hồ muốn nuốt trường trời xanh. Nơi này, ngoại trừ chính điện, còn có một tòa tiền điện, hai tòa thiên điện, ngoài ra còn có hoa viên diện tích rất rộng, ao cá, tuy nhiên hoa viên đã không còn hoa cỏ, cái ao cũng khô cạn, dưới ao còn có mấy khúc xương. Tần mục đến gần liếc mắt nhìn, hẳn là xương đầu cá, tuy nhiên rất lớn, dài chừng 6, 7 trượng, quái lại chính là, con cá này vậy mà có xương sọ giống rồng, dược sư gọi hắn lại, dì thuốc trị thương vào vết thương của hắn, một bên khác người mù và người câm đang dán trứng, còn kê bà Long kia đẻ ra một trứng gà to cỡ trái dừa, đang kêu to cục ta cục tác, bên trong miếu nãi nãi, những thôn dân khác cũng bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Mặt trời đã sắp lặn. Sau khi ăn tối xong thì ngủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài miếu có một người đàn ông tuổi còn trẻ chạy đến, tỏ rõ vẻ lo lắng, kêu lớn: Bà đỡ, nơi này có bà đỡ không? Vợ tôi sắp sinh. Trong miếu, từng người đứng lên nhìn về phía hắn, nhưng không có ai lên tiếng. Tư bà bà đứng dậy, run rẩy nói: Ngày thường lão thân cũng hay đỡ đẻ, quen tay. Vợ ngươi còn có thể chờ một chút sao? Sắp trời sắp tối, nếu như có thể đợi đến ngày mai lão thân có thể đi qua một chuyến thanh niên kia phù phù quỳ xuống đất liên tục dập đầu kêu lên đợi không được nữa rồi kính xin bà đỡ mắt tay cứu giúp con tôi đứa trẻ khó sinh bà đỡ trong thôn đỡ đẻ không được tư bà bà nhìn tà dương một chút lộ ra vẻ khó xử cứu mạng cứu mạng thanh niên kia dập đầu đến nỗi cái chán chảy máu khóc lớn nói vợ tôi mấy năm qua đã mang thai mấy đứa trẻ đều vào lúc lầm bồn mất đi sinh ra liền đã chết lần này nếu như cũng mất nữa thì nhà tôi muốn tuyệt hậu rồi từ bà bà kinh ngạc đều mất ngay lúc sinh thanh niên kia liên tục gật đầu tư bà bà hồ mi nói nếu có thể mang thai lâm bồn không thể sinh ra đã chết trong này định có gì đó quái lạ thôn các ngươi cách nơi này bao xa không xa cách miếu nãi nãi không tới hai mươi dặm tư bà bà liếc mắt nhìn tà dương thở phào một cái nói không tới hai mươi dặm à người ở trương trang trại trương trang trại không xa trước khi trời tối là tới kịp người mù mục nhi các ngươi đi cùng ta trong này có chút kỳ lạ tần mục kinh ngạc ngày thường tính tình tư bà bà cổ quái không nghĩ tới còn là một người nhiệt tâm như vậy thanh niên kia vội vã bỏ dậy nhanh chân lao đi chạy về hướng trương trang trại hắn là một võ giả nên tốc độ rất nhanh e không kịp đang lúc muốn quay đầu dục mấy người tư bà bà thì đã thấy tư bà bà cùng người mù phận vững vàng theo sát hắn thậm chí ngay cả thiếu niên 11-12 tuổi kia cũng theo kịp tốc độ của ngươi quá chậm người mù bình chân như vậy nói mục nhi còn cõng hắn tốc độ nhanh một chút miễn cho thái dương xuống núi tần mục lập tức xông lên phía trước không nói lời nào vác thanh niên kia lên nói người cẩn thận sau lưng ta có đau không nên để nó cắt vào người thanh niên kia vội vàng nói thả ta xuống người cõng ta chạy không nhanh lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên bên tai đã chuyển đến cuồng phong gào thét tần mục nhúng người nhảy lên nhảy khỏi núi rừng cõng hắn chân đạp lá cây bão táp mà đi thanh niên kia kinh hãi tiếng gió hai bên tai càng lúc càng lớn chỉ cảm thấy bước chân của thiếu niên đang cõng mình cũng càng lúc càng nhanh trong lòng khiếp sợ không tên tiểu ca này tu luyện thế nào vậy mạnh hơn mình quá nhiều rồi. Trong lúc đang lao nhanh thì Tần Mục có một loại cảm giác đạp gió mà đi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ra ra quẻ nói, lúc ông rèn thể ở cảnh giới linh thai thì dẫm lên đầu ngọn gió, đạp gió mà đi. Nếu mình có thể tìm được đầu ngọn gió, chẳng phải là cũng có thể đạp gió mà đi. Tuy nhiên, đầu ngọn gió là cái gì? Trong lúc chạy hắn không ngừng ngẫm nghĩ, thanh niên sau lưng kia còn đang lo lắng tư bà bà và người mù kia có thể theo kịp hay không. Đột nhiên chỉ thấy hai lão nhân này vậy mà khoanh chân ngồi, đi theo sau lưng tần mục hai người này lại bị gió xoáy lúc tần mục lao nhanh cuốn đi tốc độ không chậm hơn tần mục chút nào đây là thân pháp gì hắn bối rối suy nghĩ thái dương rốt cục hạ xuống phía tây bóng tối từ phương tây cuồn cuộn lao đến che ngập bầu trời tất cả những nơi đi qua đều bị bóng tối nước trưởng tốc độ tần mục cực nhanh xa xa nhìn thấy trương trang chạy lập tức chạy như điên trước lúc bóng tối sắp đuổi kịp hắn rốt cục nhảy vào trong thôn phu tuy hắn đã ngừng lại thân hình thế nhưng cuồng phong sau lưng vẫn gào thét thổi về phía trước Tư bà bà và người mù bình chân như vậy ngồi trong gió, bay về phía trước mười mấy trượng. Lúc này mới giãn hai chân ra, vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Tần mục ngơ ngác, trong lòng mừng như điên. Đầu gió, nguyên lai đây chính là đầu ngọn gió. Trong lúc Tần mục lao nhanh thì tạo ra gió, mà Tư bà bà và người mù thì lại chính là ngồi ở trên đầu ngọn gió, mượn lực mà đi. Cái gọi là đầu ngọn cũng giống như đỉnh ngọn sóng vậy. Sóng là dòng nước chuyển động tạo thành, gió là không khí lưu động tạo thành. Vừa nãy ngọn gió Tần mục mang theo tựa như đầu sóng đó chính là đầu ngọn gió. Thanh niên được tần mục cõng kia lập tức hạ xuống, dẫn ba người bước nhanh về phía phòng ốc của mình, kêu lên, ba vị, ba vị, xin nhanh lên một chút. Tần mục quăng chuyện đầu gió qua một bên, đi tới trước phòng viện ngôi nhà này, đánh giá bốn phía, chỉ thấy thôn trang này lớn hơn tàn lão thôn rất nhiều, có khoảng trăm hộ, phòng ốc rất đơn sơ theo phong cách cổ xưa. Trong sân nhà này có một cây đại thụ, tán cây che khuất nửa bên phòng ở, phòng của sản phụ ngay dưới tán cây. Một thôn phụ từ trong phòng ló đầu ra, nói, nước ối đã vỡ, nhanh đun chút nước nóng đến. Ồ, bà đỡ của tàn lão thôn đến rồi, lần này tốt rồi, mẹ con nhất định bình an. Tư bà bà đánh giá xung quanh một chút, trong lòng đã rõ, nói, mục nhi, còn nhìn chung quanh coi có thể có gì đó quái lạ. Nếu có gì quái lạ thì con xử lý là được, ta vào đỡ đẻ, người mù, người cũng để ý một chút, không nên bị ám hại. Thần tiêu thiên nhãn, mở, tần mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên tán cây dày đặc của gốc đại thụ kia, không khỏi sờn cả tóc gáy, suýt nữa la thất thanh, chỉ thấy nhánh của tán cây kia rất to, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là thân cây, nhìn kỹ thì lại là một con rắn lớn bằng vại nước, con rắn to kia núp trong tán cây, một nửa thân rắn chìm vào bên trong thân cây, trên thân cây có phải chỗ nhô ra cục u lớn, đó là thân thể của con rắn to kia lộ ra ngoài, từ thân thể của đại xà đến xem, chỉ sợ thân của nó dài nhất mà mình từng thấy, nửa thân thể kia chỉ sợ là giấu ở rễ cây dưới gốc, chìm trong đất còn lớn hơn cả thanh dao xà mà mấy người mã ra bắt được, cả gốc đại thụ, bao gồm cả tán cây đều tỏa ra hắc khí nồng đậm, vờn quanh những phòng ốc này. Giờ phút này con rắn to kia đang thè cái lưỡi màu đỏ tươi, cúi đầu hướng về chỗ gian phòng của sản phụ thè ra thụt vào, không biết muốn làm gì. Tần mục sợ bản thân nhìn lầm, tàn thân tiêu thiên nhãn đi chỉ dùng mắt thường để nhìn, đại thụ vẫn là đại thụ, mà không phải là đại xà. Chỉ khi hắn mở mắt lần thứ hai thì con rắn to kia vẫn đang nằm trong tán cây, chờ ăn hồn phách của đứa bé sắp sinh trong bụng thai phụ kia. Đương nhiên, mấy năm qua, nữ chủ nhân nhà này mang thai sinh con, tiểu hài vừa sinh đều bị con rắn to này ăn mất hồn phách. Trong lòng hắn giận run lên, trầm giọng nói, mù ra ra, người mù bình chân như vậy, thản nhiên nói, bà bà nói sao cho con xử lý thì chính con xử lý đi. Đây sẽ là lần săn thú đầu tiên của con, nhanh lên một chút, hai tử sắp ra đời. Tần mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng tới dưới gốc đại thụ kia, từ từ hô hấp thổ nạp, nguyên khí của hắn từ tĩnh biến thành động, theo lửa giận trong lòng hắn tốc độ vận chuyển nguyên khí càng lúc càng nhanh nguyên khí càng lúc càng dồi dào nguyên khí trong cơ thể hắn dâng trào khuấy động lửa giận cũng càng lúc càng nóng kênh đột nhiên dao mổ lợn sau lưng hắn cộng hưởng cùng nguyên khí đang rung động trong cơ thể từ sau lưng réo vang nhảy lên rồi vọt tới đỉnh đầu của hắn tần mục giơ tay cầm đau, nguyên khí điên cuồng điên cuồng tràn vào bên trong dao mổ lợn múa đao dùng hết tất cả sức lực múa đao để nguyên khí bùng phát để tức giận bùng phát bùng phát trong một đao sảng khoái tràn trề này chém đột nhiên dao mổ lợn trong tay hắn kinh kinh vang vọng đại đao xé rách không khí phát ra tiếng rít như bẻ cành khô chém vào thân gốc đại thụ kia kinh một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đao của tần mục chém ngập vào thân cây cắt vào thân đại xà nấp trong đại thụ kia nhưng chỉ chém vào một nửa con rắn to kia đã tu luyện ra thịt xương đến mức độ cực kỳ cứng cỏi mặc dù dao mổ lợn do một tay người câm chế tạo vượt qua linh binh bình thường nhưng một đao vẫn khó có thể chém con rắn to này thành hai đoạn tần mục dùng tay kia nắm sống dao hai chân phát lực triển khai cước pháp của người què người què nói chân là gió là đất là cội nguồn sức mạnh hiện giờ chân hắn lún xuống đất bỗng nhiên phát lực mặt đất xung quanh bàn chân là tả văng ra hắn bùng phát tất cả sức mạnh tay đẩy sống dao một tay khắc cầm thật chặt chuôi đau đẩy đau thanh âm kéo kẹt kéo kẹt chói tai truyền đến gốc đại thụ này kể cả đại xà bên trong bị chặt ngang thân tần mục ổn định bước chân dao mổ lợn dơ ngang trước người máu trên đao không ngừng chảy xuống từng thớ thịt trên lưng hắn căng lên, vẫn đang run rẩy không ngừng, mà ở phía sau hắn, cây đại thụ che trời kia chành trách ngã xuống, ầm ầm, đại thụ ngã vào trong sân, bụi bặm bay lên khắp nơi, đột nhiên đại thụ ngã xuống trượt sống lại, con rắn to bị hắn chặt ngang hông kia vẫn còn chưa chết, nửa đoạn thân rắn vặn vẹo, chỉ nghe tiếng nổ băng 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 vang lên không dứt, thân rắn giấu trong thân cây đại thụ kia căng phồng đến mức chia năm xẻ bảy, vào cây mảnh gỗ bay loạn xà ngầu, thậm chí găm vào trong vách tường vỏ cây và mảnh gỗ bị bắn bay ra còn đáng sợ hơn trường mâu tiếng xe gió sắc bén ẩn chứa lực đạo rất lớn dạ chiến liên thành phong vũ dao mổ lợn trong tay tần mục tung bay ánh đao lấp lóe một đao vừa nãy hắn đã chém ra đao khí chiêu đại lực trầm tập trung sức mạnh toàn thân vào trong đao mà hiện tại đao pháp của hắn lại biến thành cực kỳ nhanh đao pháp của đồ tể chỉ có một cái yếu quyết đó chính là nhanh nhanh và nhanh kinh 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 tiếng tấn công dữ dội như mưa vỏ cây mảnh gỗ đếm không hết va chạm trên dao mổ lợn tần mục khiến cánh tay hắn tê dại thực lực của con rắn to này hơn xa hắn chỉ là sự chú ý của đại xà vốn là đặt trên thân thể người sản phụ sắp sinh ở trong phòng chuẩn bị canh ngay lúc đứa trẻ sinh ra thì hấp thu tinh khí hồn phách của đứa bé lúc vừa ra đời cuống rốn của trẻ con nối liền với nhau thai trên cơ thể mẹ tinh khí thuộc về tiên thiên sau khi sinh ra thì tiên thiên biến thành hậu thiên mà lúc chưa sinh ra đời thì tinh khí lại chưa viên mãn vì lẽ đó đại xà lựa chọn ngay lúc trẻ con sinh ra mới cướp đoạt không biết nó làm thế nào lẫn vào trong thôn này, tu luyện trong thân cây, giấu giếm được tất cả mọi người của thôn nhỏ này. Những năm này, nó trốn trong thân cây đều chưa từng bị phát hiện, sau khi ăn mấy hồn phách của trẻ con thì tu vi tăng nhiều, lần này vốn tưởng rằng cũng sẽ thuận lợi cướp đoạt tinh khí hồn phách của trẻ con nên không chú ý tới tần mục, bị tần mục một đao đắc thủ. Thế nhưng, dù tần mục chặt ngang thân nó thì trong nhất thời chốc lát nó cũng không chết được. Giờ phút này đại xà nổi giận đùng đùng tự biết thân thể mình đã đứt, khó có thể tiếp tục sống sót lúc này phá vỡ thân cây mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về tần mục đớp một phát cuồng phong đập vào mặt thôi đến mức ra mặt tần mục run rẩy dữ dội còn mắt cũng khó mà mở ra tần mục không chút nghĩ ngợi đau trong tay tựa như mưa to gió lớn bổ về phía trước tiếp theo một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng kéo tới thiếu niên rên lên một tiếng thân hình mạnh mẽ bay ngược về phía sau dầm một tiếng vách tường trong sân bị mở ra một cái hang lớn đỉnh người tần mục còn chưa đứng vững liền thấy hai cánh cửa lớn trong sân kia như hai trang giấy bay lên đại xà đánh bay cánh cửa gió tanh đập vào mặt khi thấy hùng hổ lao thẳng vào hắn cái miệng lớn như chậu máu cùng răng lên kia khiến trong lòng tần mục e ngại không dám chính diện chống lại đại xà không nhịn được muốn cầu cứu người mù mà sau lưng đại xà người mù lại bình chân như vậy chẳng quan tâm tới tình cảnh này trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích lẽ nào mù ra ra cảm thấy mình có thể đối phó được con rắn to này nếu ông ấy đã cảm thấy mình có thể đối phó như vậy mình liền có thể đối phó thần tiêu thiên nhãn mở nguyên khí của hắn lập tức bừng bừng vận chuyển nhảy vào trong hai mắt kết thành trùng trùng lớp lớp trận văn mỹ lệ trong chóng mắt hình thành một đồng văn hoa văn trong con người phức tạp thân tiêu thiên nhãn mở ra hắn lập tức cảm giác được thế giới trước mắt phảng phất như được cấu tạo lại một lần nữa thôn trăng tối tăm vòng ốc chẳng chịt đại xà lao tới tất cả trở lên chân thực gấp bội mỗi một động tác của con rắn to kia hắn đều có thể dễ dàng bắt giữ tần mục xê dịch bước chân hiểm lại hiểm tránh thoát đòn tấn công của đại xà dao mổ lợn trong tay cắt vào con mắt của đầu rắn đang sượt qua người hắn nhún người nhảy lên lại tránh thoát thân thể đang quét tới của đại xà trong gang tấc nhất cử nhất động của con rắn to này rơi vào mắt hắn đều trở nên cực kỳ rõ ràng từ hướng đi bắp thịt dưới da rắn góc độ phát lực hắn có thể biết rõ động tác kế tiếp của đại xà để dựa vào đó mà tránh né tất cả những thứ này phảng phất đều là tự nhiên không cần phỏng đoán tầng thứ nhất thần tiêu thiên nhãn cửu trọng thiên khai nhãn pháp không chỉ có thể nhìn thấu biểu tượng mà còn tăng cảm nhận của hắn lên mức độ cao con rắn to kia bị một tao của hắn cắt mất trong mắt trái đau đến kêu tê tê quái dị, lập tức nhào tới tần mục mới vừa hạ xuống đất, con mắt còn lại cũng đột nhiên tối sầm, bị một đau của tần mục cắt luôn mắt còn lại, con rắn to kia đột nhiên yên tĩnh lại, không nhúc nhích, tần mục cũng yên tĩnh lại, không nhúc nhích, một người một rắn cách nhau hơn trượng, hai bên đường lớn của thôn giờ phút này đã có không ít thôn dân ra khỏi phòng quan sát, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thiếu niên 11-12 tuổi này chiến đấu cùng đại xà, sắc trời đã tối, thôn trang không lớn, mười mấy gia đình, ánh sáng từ ngọn đèn hiu hắt truyền ra từ cửa sổ, chiếu không sáng được con đường. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì. Đột nhiên, một cô bé bị dọa đến khóc thành tiếng, con rắn to bỗng nhiên di động, hướng về tiểu cô nương kia điên cuồng trườn tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lao thẳng tới, cắn về phía một nhà ba người đã sợ đến ngây ra. Ngay trong nháy mắt khi con rắn to này di động, tần mục vậy mà đột nhiên nhún người nhảy lên, dao mổ lợn như gió như mưa điên cuồng chém vào điểm yếu giữa đầu và thân rắn đào pháp giết heo nhật diệu đông hải thiên điệp lãng một chiêu này của đồ tể phải có một loại khí thế như mặt trời mọc ngàn con sóng đông hải đổi bắt nhau dùng đao thế vô song chém phá tất cả các thế tần mục không có một ý nghĩ gì ngoài việc xuất đao chém 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 nhất định phải chém dụng cái đầu này máu rắn bắn ra đầu tam giác to như mặt bàn của con rắn to này lìa khỏi thân thể cái miệng lớn như chậu máu há rộng kia vẫn đang cắn về phía ba người cùng một nhà phía trước Tựa hồ hồn nhiên không biết mình đã chết rồi. Mắt thấy đầu rắn to lớn này sắp vọt tới trước mặt ba người một nhà kia thì đột nhiên tần mục tung người vọt lên đầu rắn giữa không trung, hai chân phát lực, thân thể cong lại, dẫm miệng rắn khép xuống. Đầu rắn cùng thiếu niên trên đó tựa như một khối chỉ lớn rơi thẳng xuống, nện ầm ầm vang vọng trước mặt ba người một nhà đang bị dọa sợ kia. Ba người dại ra, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mặt, tần mục cong người xuống, nhếch miệng nở nụ cười với tiểu cô nương kia, lộ ra hàm răng trắng bóng, tiểu muội muội không sao rồi lúc này tiếng khóc nghỉ non của trẻ con mới truyền đến một vị phụ nhân lao ra khỏi căn phòng đã bị đại xà đánh vỡ cười nói chúc mừng chúc mừng mẹ tròn con vuông tần mục liền vội vàng bỏ dao mổ lợn vào vỏ đao bằng da trâu sau lưng xoay người chạy về sân chỉ thấy thanh niên kia đã hưng phấn nhảy vào trong phòng mà tư bà bà thì lại đi ra khỏi phòng rửa tay rồi quay đầu lại nhìn phu thê cùng hài tử đầm ấm trong phòng mục nhi hài lòng chứ tư bà bà cười nói tần mục nhìn cảnh tượng đầm ấm của một nhà ba người này nhẹ nhàng gật đầu bàn tay không tự chủ được giơ lên, nắm chặt khối ngọc bội trước ngực mình. Tư bà bà nhìn theo tay của hắn trong lòng than thầm một tiếng, người mù đi tới trước, ngáp một cái nói, chuyện nơi đây đã xử lý xong, cũng nên ngủ, bà bà, phòng trong thôn bọn họ rất ít, không bằng hai ta ngủ chung. Tư bà bà quay đầu lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, người mù không khỏi dùng mình một cái, chúc trượng đâm xuống đất, xoay người liền đi, thời đại này, người mù đều bị người khi dễ, lòng người không chân thành, ta ngủ ở trên đường, bà bà, sao người trong thôn mãi vẫn không phát hiện được con rắn to này tần mục nhìn thấy một ít thôn dân tràn vào sân đang cố gắng lôi cái đuôi của con rắn to từ trong hốc cây kia ra ngoài không khỏi buồn bực hỏi hắn sinh sống ở tàn lão thôn từ nhỏ từng thôn dân đều tàn tật dù tư bà bà cũng là còng lưng thế nhưng trong lòng hắn những lão nhân trong thôn mỗi người đều là lên trời xuống đất không gì không làm được thế nhưng thôn dân của thôn này thì lại đều là người bình thường tuy rằng có võ giả nhưng thực lực tu vi cũng không phải quá cao bởi vậy trong lòng nghi hoặc bên trong đại khư chỉ có một tàn lão thôn ánh mắt tư bà bà thăm thẳm ở đây toàn là người bình thường bọn họ là những người không kịp chạy trốn khi đại khư bị tai biến cũng có phải người bị chèn ép không thể sống ở bên ngoài nên trốn tới đây tránh né sưu cao thuế nặng địa chủ áp bức muốn đến nơi này để sống ngoại giới ánh mắt tần mục sáng lên ngoại giới nguy hiểm hơn đại khư nhiều tư bà bà hử lạnh một tiếng nói bằng không bà bà và đám người mù cũng sẽ không bị làm cho phải trốn vào đại khư con không nên luôn nghĩ đến ngoại giới tần mục gãi gãi đầu chẳng biết vì sao tư bà bà luôn luôn hòa ái dễ gần lại đột nhiên nổi nóng tư bà bà hạ giọng nói con rắn to này có gì đó quái lạ bình thường dị thú căn bản là không cách tiến vào trong thôn mà con rắn to này lại có thể trốn ở bên trong thôn suốt mấy năm nay chỉ sợ là có người cố ý bỏ con rắn to này vào loại thủ đoạn nuôi rắn này tựa hồ là thủ đoạn của ma giáo kha kha tối hôm nay nói không chừng còn có chút chuyện vui có người cố ý để đại xà vào thôn hại người sao tần mục tập trung tinh thần cao độ làm thế không khỏi quá thất đức sao chứ con rắn kia rõ ràng đã ăn mấy đứa trẻ con vừa ra đời, dùng trẻ con nuôi rắn có ích lợi gì cho hắn đây? Mục Nhi, tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện một số chuyện kỳ quái đến với con, con có thấy cũng không nên cử động, không được lộ ra, đợi đến hưởng đông sẽ tự có kết quả. Tư bà bà cười kha kha, lộ ra hàm răng trắng tinh trong miệng, hắn dùng rắn hấp thu tinh khí cùng hồn phách của trẻ con, sau đó hắn hấp thu tinh khí của rắn, dùng để nghịch chuyển tiên thiên, hẳn là đã luyện rất nhiều năm, bản lĩnh phi phàm. Tuy nhiên, ở bên ngoài hắn làm như thế khẳng định là bị người trừ ma vệ đạo vì lẽ đó tiến vào đại khư gây sóng gió mục nhi người tối nay tới con đối phó không được chỉ để ý nhìn tần mục gật đầu trong lòng lo sợ bất an gia đình này náo nhiệt nửa ngày người một nhà vừa khóc vừa cười qua một lúc lâu mới nhớ tới chuyện sắp xếp chỗ ở cho tư bà bà cùng tần mục vợ chồng nhà này nhường lại nhà chính và phòng trong của mình mời tư bà bà và tần mục ngủ ở đó tần mục cảm thấy có chút không thích hợp nhưng tư bà bà lại không chối từ để tần mục ngủ ở nhà chính còn bà ngủ ở phòng trong cũng không lâu lắm hai người đã ngủ tần mục vốn là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tuy nhiên sau một lúc mì mắt vẫn chậm rãi nhắm lại đợi đến canh ba lúc nửa đêm không có một âm thanh đột nhiên tần mục không tự chủ được dùng mình một cái vội vàng mở mắt vậy mà phát hiện mình không thể động đậy đột nhiên cửa chính của gia đình này khanh khách chít chít mở ra ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa trên mặt đất xuất hiện một cái bóng thật dài tần mục há mồm nhưng phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh căn bản là không thể nhắc nhở tư bà bà cái bóng trên mặt đất lay động một lát rồi chuyển động vậy mà từ trên mặt đất bỏ lên tường cái bóng ở trên tường vạn vẹo dương nanh múa vuốt có vẻ giữ tận gấp bội mồ hôi lạnh bốc lên trên trán tần mục đã thấy cái bóng trên tường kia bò 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 đến đỉnh rồi buông xuống nhìn chòng chọc vào hắn cặp mắt tần mục trợn tròn buông xuống chính là cái bóng một cái bóng chân thực rất dẹp vậy mà cực kỳ linh hoạt tựa như một võ giả tinh thông thuật uốn dẻo thế nhưng đây rõ ràng chỉ là cái bóng mà cái bóng thì làm sao tự do hoạt động chủ nhân của cái bóng lại ở nơi nào phu một luồng gió thổi qua cửa một mặt cờ trắng nho nhỏ hình tam giác bị thổi đến được cái bóng kia nắm vào trong tay hướng về tần mục quơ quơ nhưng vào lúc này đột nhiên cửa phòng trong nơi tư bà bà đang ngủ kẽo kẹt mở ra một cái khe trong khe cửa bay ra một hạt trâu màu bạc lóng lánh giống ngân hoàn mà tần mục nhìn thấy trong phòng tư bà bà dừng trước mi tâm của tần mục không nhúc nhích chỉ thấy hạt trâu kia xoay tròn chuyển động nhưng không có phát ra một âm thanh nào không ngừng có từng tia kiếm bằng sợi tóc hầu như không cách nào nhìn thấy, bắn ra, bóng đen trên nóc nhà vung vẩy cờ trắng, trôi tới trôi lui trong phòng, cờ trắng lui tới như điện, nhiều lần tấn công về phía tần mục đang ngủ trên giường, hạt châu kia cũng đột nhiên chuyển động, vô thanh vô tức va chạm cùng cờ trắng, đón đỡ mọi đòn tấn công của bạch phiên, dù rằng hai vật kỳ quái này không ngừng va chạm, giao tranh trong phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh đến kỳ lạ, cũng không phá hoại bất cứ đồ vật gì, sau một lát, cái bóng kia đột nhiên run rẩy, từ trong miệng cái bóng phun ra một ngụm máu tươi bạch phiên ào 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 bay đi mà bóng đen kia giống như nước chảy ra ngoài phòng biến mất không còn tăm hơi hạt trâu màu bạc dừng lại chốc lát rồi cũng trở về buồng trong không thấy tăm hơi lúc này tần mục cảm giác được mình có thể nhúc nhích há miệng thở hổn hển không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì tuy nhiên vết máu trên đất lại cho thấy tất cả những thứ này đều là sự thật ngoài phòng vạn vật im tiếng sau một chốc truyền đến tiếng chiêng đó là phu canh trong thôn đang báo canh miễn cho thôn dân dậy sớm bị bóng tối ngoài thôn nước trưởng phu canh kia gõ ba tiếng chiêng thu chiêng về nhà mới vừa tới trước phòng của mình thì thấy bên đường có một người mù chống gậy đi qua lão ca tìm vị trí nghỉ một chút đi phu canh vội vã ngăn cản người mù cười nói sắc trời tối như vậy ra ngoài thôn cẩn thận bị ma quái ăn thịt người mù lộ ra nụ cười chúc trượng chỉ vào cái bóng của phu canh cười nói đa tạ nhắc nhở dứt lời chúc trượng điểm điểm đâm đâm dần dần đi xa phốc phốc ngược phu canh nổ tung hai cái lỗ máu trước sau thông suốt, thân thể lung lay rồi ngã nhào xuống đất, thương quá nhanh, có thể phá pháp của ta, khặc khặc ta biết ngươi, ngươi mù, ngươi càng mạnh hơn, phù canh phun ra một hơi cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình, một mặt cờ trắng hình tam giác từ không trung bay xuống, phủ lên mặt hắn. Ngày thứ hai, tần mục bị tiếng la hét của thôn dân làm thức tỉnh, tiến lên dò hỏi, thế mới biết tối hôm qua phu canh đột nhiên chết bất ngờ, khiến các thôn dân sợ hết hồn. Tối hôm qua tần mục chặt cây, chém ngã đại thụ phía sau thì bên trong lòi ra một con rắn to, đã rất đáng sợ, không nghĩ tới phu canh lại chết trong đêm khuya, khiến các thôn dân hoảng loạn, bàn tán xôn xao. Đôi vợ chồng kiên đăng cái mâm, bên trên phủ vải đỏ, trên vải đỏ là một ít lễ vật thù lao, nói, bà đỡ, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là những người nghèo, cũng không có vật gì tốt nhưng chút ít đồ này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Tần mục đang muốn chối từ, người mù nói, mục nhi, nhận lấy đi, không nên để cho người nhớ mãi lòng tốt của con tần mục thu hồi mấy món đồ trên vải đỏ rồi cáo từ hai vợ chồng thanh niên kia cười nói tiểu huynh đệ bản lĩnh vô song tài năng xuất chúng tương lai nhất định là rồng phượng trong nhân gian rồng phượng có gì tốt tư bà bà nói gan rồng mật phượng chỉ là món ngon trên bàn đừng trở thành long phượng trở thành người ăn thịt long phượng hai vợ chồng kia nhìn nhau tư bà bà phất phất tay trở về đi mục nhi người mù chúng ta tiếp tục đến chợ phiên tần mục đuổi kịp tiểu lão thái bà hiếu kỳ hỏi bà bà tối qua xảy ra chuyện gì người làm phép chính là phụ canh kia sao hắn chết như thế nào còn có tối hôm qua viên thuốc màu bạc trôi nổi trước mi tâm của con là thế nào lần trước không phải bà nói người trong thôn chúng ta đều là bình thường sao sao con có cảm giác người bình thường của những thôn khác không giống người bình thường của thôn chúng ta đâu ra nhiều vấn đề thế hả tư bà bà vô cùng đau đầu hướng ánh mắt cầu cứu người mù người mù cười cười đi về phía trước bịch một tiếng va vào thân cây ngất đi tư bà bà dẫm lên mặt người mù mấy cái người mù nhất định không tỉnh tần mục liền vội vàng vác người mù lên ánh mắt mong đợi nhìn tư bà bà tư bà bà rút một cây châm từ trong rổ ra và đâm vào mông người mù cái mông người mù xì xì phun máu nhưng vẫn hôn mê như hũ tư bà bà bất đắc dĩ hấp háy mắt nói phu canh chính thực là cao thủ ma đạo nuôi rắn kia bản lĩnh ngược lại cũng không yếu hắn dùng chính là mạ ảnh nguyễn ma công là một môn thần thông của thiên ma giáo rất là lợi hại khiến người ta khó lòng phòng bị ta dùng pháp thuật ném đá dấu tay làm bóng của hắn bị thương dựa vào cái bóng để đánh bản thể hắn bị thương. Tâm ma của ta quấy phá, đã từng đáp ứng một người, suốt đời không thể gây tổn thương cho đệ tử thiên ma giáo, vì lẽ đó ta chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Lạnh lùng hạ sát thủ không phải là ta mà là người mù. Tần mục hấp hái mắt nói, ngân hoàn lại là chuyện gì? Có phải là kiếm hoàn hay không? Có phải bà bà cũng tinh thông kiếm thuật hay không? Con mắt của tư bà bà hấp hái, một già một trẻ nháy mắt với nhau, nháy đến con mắt mỏi nhừ. Tư bà bà cắn răng, lại chọc vào mông người mù một châm người mù vẫn không chịu tình ngân hoàn khạc khạc con nói là cái này tư bà bà lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuốc màu bạc tần mục liền vội vàng gật đầu nói bà bà dạy con kiếm thuật đi tư bà bà thở dài nói không phải là không muốn dạy con mà là không thể dạy kiếm thuật của ta tuy rằng cũng có thể được xếp hạng nhưng không cách nào xếp vào hạng đệ nhất thiên hạ con học kiếm thuật của ta nhân gia liền sẽ không dạy con vì lẽ đó có đánh chết ta cũng không thể truyền cho con tần mục thất vọng tinh thần lập tức chấn động kiếm thuật đệ nhất thiên hạ là trong thôn chúng ta sao con không nên nghĩ vớ vẩn từ bà bà cảnh cao nói nếu con đi cầu ông ta thì ông ta sẽ càng không dạy chỉ khi ông ấy nghĩ thông suốt mới dạy cho con hiện tại trên người con đã học nhiều loại tuyệt học bất luận một loại nào đều chưa thể nói là tinh thông đợi khi nào ở cùng cảnh giới con có thể dùng quyền đánh thắng mã ra đao trẻ đồ tể thương chọc người mù chạy thắng người què lúc đó mới nghĩ cách rèn luyện kiếm pháp khi đó ông ta không truyền thì chúng ta ép ông ấy truyền người mù ngáp một cái chậm chậm nói, kiến thức ông ta cao nhất, tu vi sâu nhất, những năm này càng thêm khủng bố, chúng ta cùng lên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ông ta, ngươi cam lòng tỉnh rồi, tư bà bà giận dữ, lại chọc phá mông ông ta một châm, người mù từ trên lưng tần mục nhảy xuống, chống gậy nói, dù sao thì chuyện này để ngươi giải thích vẫn tốt hơn, ta giải thích không được, chuyện giết phu canh ta có thể giải thích một chút, mà ảnh nguyễn ma công của tên phu canh kia rất là lợi hại, đã có thể làm đến mức hoán đổi giữa bóng và người, thân thể không phải bản thể, cái bóng mới là bản thể quyết đấu với hắn nếu chỉ công kích bản thể của hắn thì sẽ bị cái bóng của hắn giết chết khi hắn muốn giết ta thì bị ta dùng trúc trượng giết cái bóng của hắn đóng đinh hắn trên mặt đất tần mục suy nghĩ một chút nói nuôi rắn như thế rồi dùng tinh khí và hồn phách tiên thiên của trẻ mới sinh là tu luyện cái gì người mù nói bà bà người tinh thông công pháp mà đạo nhất người giải thích đi một công pháp này gọi là tự tại tiên thiên công từ bà bà nói một công pháp này là công pháp từ hậu thiên biến thành tiên thiên của thiên ma giáo chỉ là không biết hắn nhặt được bản thiếu ở đâu luyện sai đường, vậy mà dùng trẻ con còn chưa sinh ra để luyện công. Mặc dù tự tại tiên thiên công là ma công chân chính, nhưng cũng là đường đường chính chính, xem thường dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để luyện công, mà là hấp thu linh khí trong trời đất, rút lấy tinh hoàn nhật nguyệt để tu luyện. Thần sắc của bà có chút sầu lo, thấp giọng nói, người của thiên ma giáo vậy mà đã xuất hiện ở gần đây, xem ra đại khư đã không còn bình tĩnh. Những người này thường thường xuất hiện là như ông vỡ tổ, ba người trở lại miếu nãi nãi, chợ phiên vẫn còn tiếp tục, đến sau giờ ngọ, người của mỗi thôn cũng bắt đầu rời đi trở về thôn của mình tần mục cũng lần thứ hai điều khiển xe bò trở về tàn lão thôn mục nhi sau này con có thể ra ngoài săn thú một mình mã ra ngồi trên xe bò thân thể sóc nảy theo con đường gập ghềnh đột nhiên nói con lớn rồi trong lòng tần mục ấm áp quay đầu lại cười cợt đưa bé chăn bò của tàn lão thôn cười sán lạn như ánh mặt trời đầu xuân tuy nhiên con chỉ được phép đánh dị thú bình thường không cho khiêu chiến dị thú lãnh cấp chúa tư bà bà nói hơn nữa mỗi ngày lúc chạm vạng đều phải quay về chăn bò cho bò ăn cỏ lập tức sắc mặt đứa bé thả bò dụ xuống mà hai con bò đang yên lặng kéo xe kia cũng là tức giận kêu một tiếng mắt rưng rưng lộ ra vẻ vô cùng oan ức tần mục thấy thế hồ nghi nói bà bà hai con bò này có phải cũng là người hay không con đoán xem tư bà bà cười hắc hắc nói tần mục không muốn đoán sau lưng một cơn gió thổi tới thiếu niên bị gió thổi đến mức tư tưởng chập chờn đột nhiên bước ra từ trên xe bò nhảy lên đuổi theo con gió hắn muốn đuổi theo cơn gió này, dẫm lên đầu ngọn gió, cất bước trên bầu trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy ra rừng tùng, chân đạp ngọn tùng điên cuồng lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đuổi kịp ngọn gió này, nhún người nhảy lên, đến giữa không trung. Tuy rằng người trên không trung, thế nhưng dưới chân hắn lập tức truyền đến một lực nâng đỡ kỳ diệu hướng lên trên. Thiếu niên hoan hô một tiếng, bước chân như bay điểm trên không trung, dẫm đầu gió lao nhanh. Mấy người trên xe bò ngẩng đầu nhìn lên, người mù bình chân như vậy nói, sẽ rơi xuống sao? Dược sư nắm một chút gió người một cái, cười nói, "Sẽ rơi xuống, đây là một luồng yêu phong, trong gió có một con yêu tinh đang chạy đi, sau khi phát hiện nó sẽ dừng lại, các ngươi ai đi đó nó." Bước chân tần mục rất nhanh, ngọn gió kia cũng rất nhanh, trong lúc vô tình chạy hơn 10 dặm đường, đang lúc thiếu niên hưng phấn thì đột nhiên nhìn thấy một con hồ ly trắng như tuyết đang ngồi trên một chiếc lá chuối tây bay bên cạnh mình, hai chân trước duỗi thẳng, chân sau lại xếp bằng, hắn không khỏi ngẩn ngơ, con bạch hồ kia cũng ngơ ngẩn một người một cáo cùng kêu lên một tiếng tiếp đó tần mục liền cảm giác được ngọn gió đang gào thét lập tức ngừng lại không khỏi khua tay mối chân ngã xuống khỏi không trung mà con hồ ly kia thì lại còn ngồi trên lá chuối giơ chân trước chỉ vào hắn hét toáng lên hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc nguy rồi bước chân tần mục liên tục biến ảo sử dụng tới thâu thiên cước pháp thầm nghĩ chỉ cần chạy thật nhanh liền có thể cất bước trên bầu trời lúc này hắn mới phát hiện mình chạy chưa đủ nhanh chân căn bản không dẫm được vào không khí vẫn là gào thét rơi xuống dưới tần mục nhìn xuống, tê cả da đầu, phía dưới là một vùng núi mà ngay cả rễ cây đều không có, chỉ có từng khối từng khối đá ngổn ngang, nếu ngã lên trên tảng đá, chỉ sợ tan xương nát thịt. Đúng vào lúc này, con bạch hồ đang rít cào trên không trung kia tỉnh lại, lá chuối như một làn khói từ không trung bay tới, tần mục lập tức cảm giác được dưới chân mình sinh ra ngọn gió, có thể dẫm lên đồng ngọn gió, bước chân vội vã nhanh chóng điểm vào, ngừng lại đá rơi xuống của bản thân. Cuối cùng lúc sắp sửa rơi xuống đất thì chân dẫn vào ngọn gió nhún người nhảy lên đạp gió lao đi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm đã thấy con hồ ly ngồi trên lá chuối kia đổi tới một người một cá bốn mắt nhìn nhau bạch hồ nói được tiếng người âm thanh rất là êm tai thế nhưng trên người lại mang theo mùi rượu say khướt hiếu kỷ nói ngươi đang làm gì sao lại chạy vào trong cơn gió của ta tần mục kinh ngạc nói ta muốn thử một lần có thể đuổi theo ngọn gió đạp gió mà đi hay không không biết đây là cơn gió của ngươi ngươi biết bay còn nói được ta dùng pháp thuật cưỡi gió liền có thể cưỡi gió mà đi con bạch hồ kia nói ta dự tiệc trở về trời sắp tối nên phải chạy về rồi không tiễn ngươi đi trước một bước có duyên thì hôm nào gặp lại dứt lời cuốn lấy cuồng phong biến mất không còn tăm hơi tần mục chỉ cảm thấy sức gió dưới chân dần dần yếu bớt vội vã từ không trung chạy xéo xuống đáp lên mặt đất chỉ thấy tàn lão thôn ngay ở phía trước hắn ngẩng đầu nhìn lại con hồ ly kia đã không thấy đâu dự tiệc trở về tần mục một bụng của buồn bực con hồ ly này biết nói lại biết pháp thuật còn đi dự tiệc có chuyện chơi vui như thế sao lần sau gặp nó, nhất định phải hỏi rõ ràng. Hai ngày sau, có hai đạo nhân vân du bốn phương, một già một trẻ đến trương trang trại, mệt mỏi phong trần, đi vào trong thôn, lão giả kia nói, người tốt trong thôn, có thể bố thí chén nước uống hay không? Người xuất gia chúng ta thường ở bên ngoài, dạ dày không tốt, cho xin chén nước nóng. Thôn dân mang cho hai người họ hai chén nước, lão già cùng thiếu niên uống xong, cảm ơn thôn dân. Ông lão kia từ mi thiện mục, cười nói, thầy trò chúng ta vân du bốn phương, hiểu được chút phép thuật, ta thấy quý thôn có yêu khí, cần chúng ta trừ yêu không? Thôn dân kia cười nói, yêu tinh đã bị diệt trừ, là một con rắn lớn núp trong thân cây, bị một người thiếu niên thôn bên cạnh chém chết. Lão giả kinh ngạc nói, vì sao ta cảm giác được nơi này còn có yêu khí? Gần đây quý thôn có người nào chết nữa hay không? Thôn dân của Trương Trang chạy vây tới trước, một người vội vàng nói, có một phu canh mới chết. Ông lão kia suy tư chốc lát, nói, thi thể phu canh đã chôn cất chưa? Chắc chắn hắn là yêu ma, có thể thi thể sẽ có bình hóa khác thôn dân của trương trang chạy sợ hết hồn vội vã dẫn hai người đi tới trước ngôi mộ của phu canh nói mới chôn ngày hôm qua hai vị đại sư ông lão kia chỉ tay một cái mộ đất tách ra hai bên một cái quan tài da mỏng trong hố đất từ từ bay lên trôi nổi trước mặt mọi người từng cây đinh trên quan tài tự động rơi ra nắp quan tài sốc lên quan tài rơi xuống đất thi thể của phu canh lại vẫn còn lơ lửng trên không trung khuôn mặt bị lá cờ trắng bao phủ một già một trẻ này lấy lá cờ trắng kiểm tra một hồi rồi liếc mắt nhìn nhau yên lặng gật đầu lão giả lầm bẩm chỉ tay một cái thi thể của phu canh lập tức bốc cháy chốc lát liền hóa thành cho tàn rất nhiều thô dân vội vã bái tạ dâng lên vàng bạc làm thù lao thiếu niên kia vội vã xua tay lão giả nói vô công mất thụ lộc có công tất được lộc thu đi lúc này thiếu niên mới thu thù lao lão giả hỏi thiếu niên chém chết đại xa ở nơi nào bên cạnh có những ai thế là người tàn lão thôn bên cạnh có người mù và tư bà bà men theo sông đi lên cách nơi này hơn 40 dặm lão giả cảm ơn một già một trẻ đi ra trương trang trại men theo bờ sông mà lên đi được mấy dặm đường ông lão kia thở dài nói người chết như đèn tắt ngọn đèn của mạc đường chủ đã tắt phu canh kia chính là mạc đường chủ của thánh giáo ta tự tại tiên thiên công của hắn đi nhầm đường rẽ dùng trẻ mới sinh tu luyện tuy là chết vẫn chưa hết tội nhưng dù sao cũng là đường chủ của thánh giáo ta người giết hắn nghi là thương thần đã đóng đinh hồn phách và thân thể hắn trên lá cờ trắng có vết kiếm trước khi mạc đường chủ gặp phải thương thần thì đã gặp nàng giáo chủ phu nhân thiếu niên yên lặng nghe lão giả nói giáo chủ phu nhân vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đang ẩn trốn cao thủ thánh giáo ta tiến vào đại khư tìm kiếm tung tích của nàng đến nay vẫn không có thu hoạch không hề nghĩ rằng mạc đường chủ lại gặp nàng ở đây tổ sư lần này không ổng công khổ cực của chúng ta thiếu niên kia mở miệng âm thanh cực kỳ già nua mạnh mẽ vang vọng sau khi giáo chủ phu nhân giết giáo chủ đánh cắp thánh điển đại dục thiên ma kinh của giáo ta nàng vừa đi là 40 năm đáng thương chúng ta cũng tìm nàng 40 năm, rốt cục tìm được. Sáng sớm, trong tàn lão thôn, sau khi điểm tâm xong thì dược sư chuyển trường thôn ra cổng, dựng lên một cái bếp lò nhỏ, đun nước, rót một bình trà. Sau đó liền nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng kêu của kê bà Long, gà để trứng rồi, mục nhi, đến chuồng gà lấy trứng. Tư bà bà dục tần mục đi lấy trứng gà, tần mục vừa chui vào chuồng gà liền bị con kê bà Long kia đánh cho chật vật chạy loạn, mổ cho đầu, mặt hắn đầy máu. Con kê bà Long này cực kỳ hung ác, hám mồm phun ra một luồng lửa như con rắn dài hơn trượng, lông gà cũng sắc bén như kiếm, móng vuốt có thể vê khối thép thành bùn. Tần Mục chiến đấu cùng con gà mái này, phát hiện không phải là đối thủ vội vàng bỏ chạy. Mục Nhi, ngay cả sức chói gà mà con cũng không có sao. Đồ tể nhìn Tần Mục đang bị kê bà Long rượt chạy khắp thôn, ha ha cười nói, tư bà bà nhân cơ hội lượm trứng gà. Con kê bà Long kia đuổi không kịp Tần Mục, vinh vang đắc ý trở về chuồng của mình, phát hiện trứng đã mất, lại giận dữ, lần thứ hai truy kích thiếu niên đuổi đánh tới cùng một phen náo nhiệt qua đi tần mục phấn chấn tinh thần quét bay tinh thần uể oải vì bị kê bà long đánh bại mang dao mổ lợn và kiếm năng lên lưng lại mang thêm một cái chùy sắt lớn trước ngực rồi nhét vào ngực mấy viên cố nguyên đan nhấp theo thiền trượng khích khí la tràn đầy phấn khởi ra thôn ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn ra ngoài săn thú một mình tần mục đã sớm ước mơ ngày đó chỉ là bị kê bà long đả kích một hồi dù sao cũng hơi mất hứng hắn vừa mới ra khỏi làng liền thấy trước mặt có một già một trẻ hướng về tàn lão thôn đi tới như hai đạo nhân đang vân du bốn phương một già một trẻ này dừng lại nơi cổng thôn nhìn trưởng thôn cùng dược sư đang uống trà chào hai người nói có thể cho xin một chén trà uống được không lông mày trưởng thôn khẽ hắt nói có khách từ phương xa tới sao dám thất lễ dược sư châm trà cho một già một trẻ này hai người ngồi xuống thiếu niên kia ngồi đối diện trưởng thôn lão giả lại đứng một bên vị này chính là thiếu niên giết rắn sao lão giả từ mi thiện mục nhìn tần mục một cái cười hỏi tần mục đang muốn nói chuyện thì trưởng thôn nhàn nhạt nói mục nhi nơi này đã không có chuyện của con con đi ra ngoài làm chuyện của mình đi tần mục gật đầu đi vào trong rừng đợi đến lúc hắn đi xa thiếu niên ngồi đối diện trưởng thôn mở miệng âm thanh cực kỳ già nua nói chúng ta từng gặp qua rồi chứ trưởng thôn gật đầu xin chào thiếu niên lộ ra nụ cười nói người cùng thời chúng ta kia còn sống đã rất ít không còn mấy người hiếm thấy gặp được ngươi ta rất vui vẻ ta cũng thế trưởng thôn không mặn không nhạt nói Thiếu niên cười nói, ta tới gặp tư bà bà, đã 40 năm nay giáo ta không có giáo chủ, tư bà bà cần cho chúng ta một câu trả lời. Trưởng thôn lắc đầu nói, tiến vào thôn này liền không còn quan hệ với ngoại giới. Ánh mắt thiếu niên lấp lẽ, nói, thế thì ta không vào, ngươi bảo nàng ra đây đi, ta có lời hỏi nàng. Trưởng thôn lắc lắc đầu, nàng đã ra ngoài, ông lão kia không nhịn được, đang muốn nói chuyện thì thiếu niên giơ tay, cười nói, 40 năm còn chờ được, không cần nóng lòng nhất thời. Chất pháp trưởng lão, giáo chủ phu nhân không ở trong thôn, người gọi lực sĩ đến, lập một thôn ở đây, chúng ta phải qua đêm ở chỗ này. Ông lão kia khom người vâng dạ, một luồng ma khí từ đỉnh đầu phóng thẳng lên trời, hóa thành một chữ lệnh to lớn giữa không trung. Thiếu niên chậm rãi uống trà, qua một canh giờ, thôn dân tàn lão thôn bỏ dỡ công việc của mình, đi ra ngoài thôn, dồn dập ngẩng đầu nhìn, bên trong núi rừng, từng người khổng lồ thân thể to lớn, bắp thịt giữ tận cất bước trong rừng, nơi bọn họ đi qua rừng cây ngã đổ, những người khổng lồ này, bốn người hợp sức khiêng một tượng đá, tổng cộng có bốn cái tượng đá thở hồng học đi tới, bước chân lướt qua, núi đá bị dẫm thành bùn, theo những kẽ hở giữa các ngón chân bọn họ tràn ra bên ngoài, sắc mặt 16 người này đỏ lên, hiển nhiên tượng đá vô cùng nặng nề, mặc dù là lực sĩ như bọn họ cũng có chút không chịu được nổi. 16 người khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí một đặt tượng đá xuống, để ở bốn góc đông nam tây bắc, ngay bên cạnh tàn lão thôn, cũng không lâu lắm, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, dừng lại bên bờ sông, hơn trăm thợ mộc từ trên thuyền bước xuống, đốn cây cạnh tàn lão thôn, dựng phòng ốc, sau nửa canh giờ một lầu gỗ thành hình đầy đủ mọi thứ đồ gia dụng những thợ mộc này trở lại trên thuyền chuyển xuống những dụng cụ như nồi chén cáo thìa bằng vàng sau đó lên thuyền lâu thuyền chạy khỏi bờ sông dương buồm đi tiếp theo lại có một chiếc lâu thuyền lái tới từ trên thuyền xuống một số thợ sơn quét sơn vào đồ gia dụng cùng lầu gỗ sau khi xong việc cũng lên thuyền rời đi sau đó lại tới một thuyền thợ đá khai thác đá núi điều khắc thành từng tượng đá đánh bóng phiên đá trải bằng lên mặt đất trong thôn sau đó cũng lên thuyền rời đi. Lại sau một lát, một vị đại hán dâu quay nón phong trần mệt mỏi tiến tới, không người nói, tổ sư, chấp pháp sư huynh, lão giả kia nói, tả sứ, thôn đã xây xong, tìm cho mình một phòng đi. Đại hán dâu quay nón tiến vào thôn mới xây cạnh tàn lão thôn, đi vào một căn phòng rồi ngồi xếp bằng xuống, im lặng không lên tiếng. Lại qua chốc lát, một vị lão phụ quần áo lam lũ đi tới, chào thiếu niên và lão giả rồi cũng tiến vào thôn tìm phòng chống ở lại sau đó lại có một ngư ông ngồi trên một chiếc thuyền con đi tới nơi này thuyền con dừng ở bờ sông ngư ông thì cõng giỏ cá cầm theo cần câu tiến vào thôn ở lại lại không lâu nữa tiếp tục có một số người kỳ kỳ quái quái tiến đến có người như là tài chủ có người như là thương nhân còn có người như là tiên sinh trường tư thục thư sinh đi thi gái lầu xanh các ngành các nghề không thiếu gì cả sắc mặt mã giang nghiêm nghị thấp giọng nói thiên ma giáo 360 nghề 360 đường 360 đường chủ, năm đó trải khắp thiên hạ, vô cùng thần bí, không nghĩ tới đường chủ 360 đường này 40 năm qua đều tiến vào đại khư, tìm kiếm giáo chủ phu nhân của bọn họ, chị e bọn họ đều đã tới nơi này, ngay sát vách chúng ta, nụ cười trên mặt người que càng đậm, nói, từ lão thái bà ở đâu, những người này đều là đến tìm nàng, người điếc nói, ta thấy bà ta biến thành một con hoãng, rời thôn trước mục nhi một chút, chắc là lo lắng mục nhi một mình ra ngoài săn thú, không yên tâm với an nguy của nó nên âm thầm bảo vệ chỉ sợ hiện tại nàng còn chưa biết thiên ma giáo đã tìm đến nơi này thiên ma giáo cơ hồ chuyển toàn bộ giáo phái đến sát vách chúng ta rồi tần mục hướng vào rừng sâu núi thẳm mà đi sau một lát một con con hoãng móng chân nhẹ nhàng chạy tới hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi không phát hiện tung tích của tần mục con hoãng này đang buồn bực thì đột nhiên tần mục từ trên cây nhảy xuống cười nói bà bà nếu đã cho con một mình săn thú thì kính xin bà bà trở lại thôi tự con có thể chiếu cố tốt chính mình con hoãng kia cáu giận nói tiểu tử thúi cẩn thận ngươi chết ở bên ngoài dứt lời lắc lắc cái đuôi ngắn nhỏ chạy mất tần mục tiếp tục đi về phía trước cũng không lâu lắm nhìn thấy một con voi lông dài uống nước bên hồ cười nói bà bà con thật sự có thể chiếu cô chính mình không cần đi theo con voi lông dài kia nổi giận dẫm bốn vó lên vọt về phía hắn tần mục lưu chuyển nguyên khí giao mổ lợn xám trắng ra khỏi vỏ đang đang sát khí nói nếu không phải bà bà vậy thì giết con voi lông dài kia quay đầu bỏ chạy miệng nói tiếng người ngay cả bà bà cũng giết về thôn đánh mông con tần mục lắc lắc đầu đi tiếp sáu bảy dặm nữa ngằng đầu hướng về một con chim lớn trên trời bất đắc dĩ nói bà 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 thật không cần phải đi theo sau con con chim lớn kia nghiêng đầu nhìn hắn một cái không hề bị lay động vẫn xoay quanh ánh mắt tần mục lấp lóe nắm một đám đá trên mặt đất bấm tay gầy liên tục từng viên đá phá không nhưng cao thấp không giống nhau bắn ra liên tục hơn mười cục đá tần mục lập tức tung người nhảy lên cục đá thứ nhất bước chân phát lực nhảy đến cục đá thứ hai cứ thế tới giữa không trung xuất hiện bên cạnh con chim lớn kia đột nhiên con chim lớn kia nói tiếng người kêu lên được rồi được rồi ta không theo là được dứt lời đập cánh bay đi tần mục từ giữa không trung rơi xuống bịch một tiếng rơi trên mặt đất hai chân rơi lún sâu vào bùn khoảng một tấc thiếu niên ngẩng đầu con chim giữa không trung đã không còn tăm hơi chắc chắn bà bà còn có thể đi theo tần mục lưu ý bốn phía không có phát hiện dị thường gì lại đi ra mấy dặm phía trước có một thác nước núi cao nước trong bên cạnh thác nước có một cái nhà tranh, bên ngoài nhà tranh vậy mà có một tượng đá, một nửa chìm vào trong đất, một nửa lộ ra bên ngoài, siêu vẹo, trong nhà tranh có khói bếp bay lên, đương nhiên là có người sinh sống ở đây, Hoàng Sơn dã lĩnh này, tại sao có thể có người ở lại, lẽ nào là cao nhân tiền bối ẩn cư ở đây, hắn mới vừa nghĩ tới đây liền thấy một con cáo trắng tinh từ trong nhà đi ra, lấy cái ống trúc rồi lại trở về nhà tranh, tần mục tiến tới. Qua xong cửa sổ nhìn thấy con bạch hồ kia đang dựa ống trúc, phùng miệng thổi lửa dưới bếp lò tần mục tàng hắng một cái nói có người ở nhà không bạch hồ trong nhà tranh sợ hết hồn liền vội vàng giấu ống trúc đi trong miệng phát ra thanh âm già nua quát lên người nào hô to gọi nhỏ làm ồn bản tọa thanh tu bản tọa chính là lão yêu lâu năm phải lột ra xẻ thịt ngươi tần mục bật cười con hồ ly trắng kia nghe được tiếng cười vội vã ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa sổ thì thở phào nhẹ nhõm âm thanh khôi phục lại như thường rất là êm tai dễ nghe hóa ra là thiếu niên mượn gió của ta hôm trước hôm qua ta dự tiệc nên đã say, có chút thất lễ, thất lễ, ngươi không nên đứng ở bên ngoài, vào đi. Tần mục đến gần rồi tiến vào ngôi nhà tranh này, nhìn quanh, trong lòng có chút kinh ngạc, trong nhà lá này vậy mà vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề và sạch sẽ, có rừng chiếu, lưu gạo, đồ gia dụng, bình phong, thậm chí còn có một cái bàn trang điểm. Bạch hồ kia đứng thẳng người lên, hướng về tần mục vái một cái, hẳn xá nghèo khó, khiến công tử cười chê rồi, tần mục đáp lễ, hiếu kỳ nói, người đang nấu cơm, bạch hồ nói, hôm qua tỉ muội mời khách tạo uống thêm mấy chén sáng nay rời giường liền có chút đau đầu đang nấu bát canh giải rượu mời công tử ngồi trong lòng tần mục âm thầm lấy làm kỳ lạ con hồ ly trắng này còn thông minh hơn ma viên một chút vậy mà biết tự nấu canh chỉ là hồ ly này mê rượu mỗi ngày đều uống say hắn lướt thấy bên cạnh có cái giá sách liền đi tới trên giá sách có một ít sách cổ hắn rút ra một quyển bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp và một số phép thuật nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ công tử biết chữ không bạch hồ kiến nấu xong nồi canh giải rượu thoáng thấy tần mục xem nhập thần thì vui vẻ nói ta không nhận ra chữ trên sách chỉ là nhìn hình tu luyện nếu công tử biết được chữ trong sách thì có thể đọc cho ta nghe được không có gì không thể tần mục ngồi xuống đuôi con bạch hồ kia giật giật một bát canh giải rượu bị gió nâng đến bên bàn bạch hồ ngồi đối diện với hắn còn mắt lấp lánh có thần tần mục dở tờ thứ nhất thì thầm hành khí phương thốn sơn đề trấn nguyên khí đan hổ hành phế phủ hạ trần đạng khí hải hàn bạch hồ uống canh giải rượu nghe đến mê mẩn đột nhiên nói phương thốn sơn ở nơi nào phương thốn sơn ở mi tâm tần mục nói mi tâm là linh thai thần tàng hành khí phương thốn sơn chính là dẫn nguyên khí đến mi tâm tuy nhiên nguyên khí vận hành đến mi tâm sẽ có thần âm từ ngoài cửu thiên tiến đến ngăn chặn nguyên khí của ngươi bạch hồ thử một chút lắc đầu nói ta không nghe thấy thần âm tần mục nhíu nhíu mày trước kia hắn dẫn nguyên khí đi tới mi tâm thì sẽ có thần âm ngăn cản hắn phá bích vốn tưởng rằng bạch hồ cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự không nghĩ tới bạch hồ lại nói không có lẽ nào linh thai thần tàng của người và hồ ly có cấu tạo khác nhau hắn không có suy nghĩ nhiều tiếp tục giảng giải cũng không lâu lắm liền đọc xong quyển sách cổ này phương pháp tu luyện ghi trong quyển sách cổ này quả thật có chỗ độc đáo tuy nhiên không hợp với bá thể của tần mục hắn không cách nào tu luyện bạch hồ thông tuệ lĩnh ngộ được nội dung trong sách cười nói trước giờ ta theo hình tu luyện vốn tưởng rằng đã học được đồ vật ghi chép trong quyển sách này không nghĩ tới lại luyện sai rất nhiều nơi đa tạ công tử giải thích nghi hoặc dùng ta ta tên hồ linh nhi xin hỏi công tử tên họ là gì ta tên tần mục ý là đứa bé chăn bò họ tần không phải công tử gì tần mục cười nói ta ở gần đây cách nơi này không xa những sách cổ này ngươi tìm được ở đâu hồ linh nhi uống canh giải rượu cảm thấy cơn đau đầu khá hơn một chút nói theo hướng tây cách nơi này 60 dặm có một di tích có một lần ta ra ngoài trở về muộn tránh nghe bóng tối trong di tích kia trong lúc vô tình mở ra một cái nhà đá và phát hiện vài cuốn sách này cùng với một bình đan dược. Ta ăn đan dược, đột nhiên tai mất liền thông minh, có ý thức, cảm thấy sách là thứ tốt liền mang về, chỉ là ta không biết chữ, vì lẽ đó vẫn chỉ có thể nhìn hình. Phép thuật của ta đều là học được từ trong sách. 60 dạng hướng Tây, tần mục kinh ngạc, suy tư nói, lẽ nào là long cung của Dũng Giang Long Vương? Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, nói, nơi đó xác thực có rất nhiều pho tượng rồng, tuy nhiên bên trong rất hiểm ác, rất nguy hiểm, ta không dám đi vào chỉ mang theo một ít sách trở về tần mục vội hỏi có thể mang ta đi nơi đó không con hồ ly trắng nhỏ này nói bên trong rất nguy hiểm không thể dễ dàng đi vào ta mới vừa tới cửa liền bị dọa đến nó rất là xấu hổ không hề nói tiếp chắc là bị dọa đến tè ra quần tần mục có chút hưng phấn ngươi không muốn nhìn long cung một chút sao nói không chừng bên trong còn có long vương không muốn hồ linh nhi suy nghĩ một chút chớp chớp con mắt xảo trá nếu mục công tử có thể thường đến đây giảng giải những sách cổ này ta liền dẫn ngươi đi tuy nhiên ta không vào thành giao tần mục cười nói giơ bàn tay lên hồ linh nhi do dự một chút giơ móng vuốt lông xù lên chạm với hắn một cái sau đó uống sạch canh giải rượu một người một cáo ra khỏi nhà tranh đi về hướng tây hôm qua ngươi đi dự tiệc là tiệc rượu của ai tần mục nhớ tới chuyện hôm qua hỏi là tiệc rượu do yêu linh đại vương tổ chức mời đại yêu các nơi sau khi ta chiếm được sách cổ trong dũng giang long cung mở ra linh trí cũng là đại yêu có chút tiếng tăm ở quanh đây chỉ là ta đánh không lại những gia hỏa có man lực kia vì lẽ đó xếp hạng cuối cùng trong đại yêu hồ linh nhi nhảy lên một lá chuối khống chế phép thuật mang theo một luồng yêu phong yêu phong thổi bay lá chuối cười nói yêu linh đại vương đã tu thành thân người rất là lợi hại đại yêu trong phạm vi hàng trăm hàng ngàn dặm vô luận có phải là dị thú lãnh chúa hay không đều phải nghe lệnh của hắn yêu phong thổi lá chuối bay lên đưa con bạch hồ này đến không trung tần mục nhún người nhảy lên chân đạp ngọn gió chạy về hướng tây mà vào lúc này cách nhà tranh hai ba dặm một con thao thiết đang hết nhìn đông tới nhìn tây buồn bực không ngớt tính toán thời gian mục nhi hẳn là sớm đến lần này ta ngụy trang thành dị thú hắn nhất định không nhận ra được kỳ quái tiểu tử thúi chết ở đâu rồi hà yêu phong của hồ ly tiểu tử thúi lần đầu ra ngoài săn thú liền bị hồ ly sinh đẹp bắt cóc rồi chỗ khúc sông cách tàn lão thôn trăm dặm một luồng gió thổi một mảnh lá chuối dài hơn trượng bay lên trên lá chuối có một con hồ ly trắng đang ngồi mà bên cạnh còn có một thiếu niên đạp gió mà đi chính là tần mục và hồ linh nhi lấy pháp lực của ta còn không cách nào phi hành chỉ có thể dùng pháp thuật tạo ra yêu phong yêu phong thổi lá chuối mới có thể bay trên không trung nếu ta chạy trong gió giống như ngươi thì nhất định sẽ ngã xuống long cung ngay tại quanh đây hồ linh nhi hạ yêu phong xuống tần mục và bạch hồ trên lá chuối dần dần tiếp cận mặt đất sau một lát một người một cáo rơi xuống đất tần mục nhìn quanh chỉ thấy dòng dũng răng ở đây vòng qua một ngọn núi lớn nước biếc vờn quanh núi xanh chìm hót lanh lảnh vang vọng sơn cốc viên hầu nhảy lên khiêu vũ với núi rừng trong nước lại có cá lớn, thú sông, rất bình tĩnh an lành, bạch hồ chạy nhảy như bay, dẫn đường phía trước, tần mục bước nhanh đổi theo, phương hướng hồ linh nhi chạy chính là ngọn núi bị dòng sông vờn quanh kia, tần mục không khỏi buồn bực, chẳng lẽ này long cung không phải ở trong nước sông, mà là xây trên núi, sau một lát, bọn họ đi tới đỉnh núi, tần mục nhìn thấy một di tích, đây là một cái miếu long vương, trước miếu còn có một khối chấn thủy thạch to lớn, cao hơn 8 trượng, như là một tấm bia đá mà phía dưới thì lại điêu khắc một con rùa to lớn, lưng mang khối chấn thủy thạch này, thạch quy há ra miệng rộng, tựa hầu là quá mức mệt nhọc phải thở dốc. Miếu Long Vương này đã tan hoang, đổ nát thê lương, bảo điện sụp xuống, tần mục phóng tầm mắt ra chung quanh, thậm chí ngay cả tượng đá đều không có, hẳn là không cách nào chống đỡ được bóng tối tập kích. Hắn đang buồn bực thì đột nhiên không thấy thân ảnh Hồ Linh Nhi, chỉ nghe âm thanh Hồ Linh Nhi truyền đến, mau vào, tần mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bạch Hồ đang ở ngay trong miệng thạch quy giơ móng vuốt vẫy hắn tần mục liền vội vàng đi tới thạch quy rất lớn người có thể đứng thẳng bên trong tần mục nhảy theo bạch hồ đi vào cổ họng thạch quy một bậc thang thăm thảm xuất hiện trước mặt bọn hắn trước bậc thang vốn là có một cái cửa đá không biết vì sao đã ngã xuống lúc này mới lộ ra bậc thang hướng về lòng đất này tần mục theo bạch hồ vẫn đang đi về phía trước lối đi này càng ngày càng rộng rãi dần dần phảng phất tiến sâu vào trong lòng núi trên bốn vách núi mọc đầy rêu phát ra ánh huỳnh quang ướt nhẹp còn có một ít sinh vật kỳ quái, như là bồ công anh bay tới bay lui trên không trung, bên dưới chúng nó mọc ra từng cái từng cái xúc tu tinh tế, xúc tu vung vẩy khiến chúng có thể bay trên không trung, bạch hồ nhảy lên, há miệng cắn một con, nuốt vào, sau đó nhảy nhót liên tục, ăn liên tục, xem ra rất ngon lành. Video bộ truyện mục thần ký tập 12, 13 kết thúc ở đây nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, chia sẻ kênh, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo xem thêm nhiều video mới. Cảm ơn.